thứ sáu thôi, chị tới thứ sáu hả? Thứ sáu có mấy cái rồi đây. Cái đây. Em xin chào cả nhà. Giờ này gần mới xuống lại đầu. Lên trễ tí xíu nha các chị, cả nhà ơi, nhưng mà hôm nay bà ba rất là đẹp nha các chị. Hôm nay em sẽ like cho các chị bà ba giảo dài nha. Dạ em cảm ơn chị Siso ạ. Áo bà ba von Nhật nha cả nhà ơi. Bữa nay về cái lô bông chân cho các chị không hà rất là đẹp luôn nha. 90.000 một áo và quần em đang mặc là 70.000 một quần. Em chào chị Nguyễn An ạ. À. Em chào chị Ngô Điệp, em chào cả nhà mình. Rồi áo em đang mặc, các chị lên giúp em mã xanh lá đi các chị, rất là đẹp luôn nha. Áo chất von Nhật nha các chị ơi. Cái này các chị mặc lên là nó không có mỏng nha, tại vì nó là màu đen. Em mặc cái áo bên trong nó là màu tím đó chị, màu tím ha, với lại là nó ngược cái ánh đèn nên là nhiều khi em cum cum về các chị thấy nó mỏng vậy thôi ha. À, nhưng mà cái áo này là chất von lụa Nhật. Chất này mặc rất là mát và co giãn 4 chiều. Chị nào mà sợ mỏng thì cân nhắc giùm em nha. Nhưng mà áo này thì mặc nó rất là đẹp, không bao giờ mỏng nha mấy chế. Giống như cái chị mặc nó còn kín đáo hơn áo von nữa đó. Rồi lên giúp em mã, em đang mặc là xanh lá. Áo này em có cho các chị là từ size số 1 đến size số 6. Các chị đẹp nhà em, từ size 1 đến size 6 nha, 90.000 một áo. Đẹp xuất sắc luôn. Đợt này em về bông chân cho các chị không hả? À? Rồi hôm bữa chế nào chưa có lấy được cái này thì các chị chốt nha. Lên giúp em mã đẹp nha cả nhà. Em đang mặc là xanh lá, mã này lên giúp em mã đẹp. Chốt em mã đẹp nha, mã đẹp. Rồi đỏ đô, hôm bữa chế nào hụt đỏ đô nữa nè. Lên giúp em mã đỏ đô nha cả nhà, đỏ đô. Size 1 là 50kg nha, size 2 là 55kg. Size 3 là 60kg, size 4 là 65, size 5 là 70 và size số 6 là 75kg giùm em. Chốt giúp giùm em màu này là màu đỏ đô các chị, màu đỏ đô. Rồi lên giúp giùm em là xanh đen nha cả nhà. Chốt em mã này mã xanh đen, đẹp quá đẹp luôn các chị ơi. Chốt von lụa Nhật giúp em nha. Lên giúp em màu xanh đen. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã hồng. Chốt em mã hồng luôn. Mã hồng, đợt này về nguyên cây bông chân nha mấy chế. Rồi lên giúp em tím. Chốt em mã tím. Chị nào thích màu nào thì lấy màu đó. Rồi màu vàng. Em đang mặc là xanh lá nha. Rồi lên giúp em mã vàng. Chốt em xanh biển. Chốt em xanh biển. Lên giúp em mã này là mã hoa đi các chị. Lên giúp em mã hoa đi. Cái tím này là mã hoa giúp em nha. Nãy là em lên cái kia bông tím rồi. Mã hoa. Rồi mã này lên giúp giùm em là vàng đồng. Lên giúp em mã này là mã đồng đi cả nhà. Vàng đồng ha. Chốt em vàng đồng. Em chào chị Hồng Hạnh. Lên giúp em mã này màu vàng đồng. Em đang mặc là xanh lá nha các chị. Chốt em mã xanh lá. Chốt em vàng đồng. Em lên lại họa tiết cho các chị nha. Em đang cầm cái này là vàng đồng. Em đang mặc là xanh lá. Quần trắng hả chị? Quần trắng chị. Em có quần trắng ống rộng nha, 70.000 một quần. Chị lấy size số mấy cho em cân nặng chiều cao. Vàng size số 1 cho chế Hân Ngọc. Hoa size số 4 cho chế Lê Phương Thanh.
Mã hoa là cái màu tím rồi. Hoa vàng đồng 4 em chốt cho chế Lê Thanh Phương, vàng đồng 5 cho chế Mai Cao. Vàng đồng là cái này nha chế. Mã vàng là cái kia, còn cái này là vàng đồng. Cái này nãy mình lên mã đen ha. Cái lỗi rồi. Là. Không sao, vàng đồng được, được phân biệt được. Vàng bằng 4, vàng đồng 5. Vải là von lụa Nhật chị là cái vải đẹp nhất đó. Cái vải đẹp nhất, lên form rất là đẹp và vải mặt rất là mát và mướt. Sơ lá 4 em chốt cho chị Đỗ Thị Hà. Em đang mặc là xanh lá. Cái này cái chị lên giúp em là mã hoa nha. Cái nền màu tím này là lên giúp em mã hoa. Rồi cái này là lên giúp em là vàng đồng. Cái này là lên giúp em là vàng đồng. Xanh lá 3 cho chị Hoa Mộc Lan. Chốt em cái này là xanh biển. Đẹp quá trời đẹp luôn. Áo lực này là xuất sắc nha các chị ơi. Em được nguyên một cái lô bông chân rất là khoái. Hoa với vàng đồng xe số 2 cho chế Nhung Tiết. Lên giúp em mã vàng. Cái này là vàng nha. Hồi nãy là em có vàng còn vàng đồng, còn cái này là vàng không nha các chị. Các chị lên kỹ cái mã đồ nha. Hoa với vàng đồng. Rồi lên giúp em mã vàng nha các chị. Em đẹp lắm luôn nha cả nhà. Rồi cái này là mã tím nè. Lên giúp em mã này là mã tím. Lên cái bông chân màu tím. Đẹp quá trời đẹp. Lên giúp em mã tím nha các chị. Rồi mã hồng. Vàng 3 em chốt cho chị Giọt Đắng. Lên giúp em mã hồng cả nhà. Chốt em hồng. Rồi cái này là xanh đen. Quần trắng size số 2 cho chế Nhung Tiết. Em lấy cho chị cái quần trắng trước nha chị ơi. Quần đen xuống dưới nói với bạn chốt đơn lấy giùm em nha. Vàng đồng size số 2 cho chế Hằng Nguyễn. Em đang mặc là mã xanh lá chị. Áo em đang mặc là mã xanh lá. Xanh lá hoa với tím size số 3 cho chế Lan Trương. Áo em đang mặc là mã xanh lá. Xanh lá hoa với tím chị. Hơi gói. Cái này có lẽ là màu tím là lên hoa thì đúng nha. Đúng rồi. Lỡ rồi. Hoa màu tím rồi. Xanh đen xe số 5 cho chế Mai Cao. Không, bữa nay em không có lên Thung Mỹ chị. Thung Mỹ là em hết hàng rồi đó. Thung Mỹ em còn có vài chục bộ nữa là em không có, em chưa có lên lại nữa đâu ạ. Tại nó còn có một vài mẫu à. Nó còn một vài mẫu mà nó còn nhiều màu thôi. Nên em chưa có lên lại Thung Mỹ đâu ạ. Cái em cầm là xanh đen đúng không? Dạ. Okay. Mã hoa xe số 3 cho chế Di Thiên. Xanh lá 4 cho chế Thi Thi Nguyễn. Đây là mã tím nha chế. Đây là mã tím. Em đang mặc là xanh lá. Tím 4 cho chế Thi Thi Nguyễn. Xanh lá 2 cho chế Nhung Tiết. Đúng rồi, vải này là đẹp hơn vải thun lưới nha. Nếu như mà theo em đánh giá nha, là cái vải này là đẹp hơn thun lưới nha cả nhà. Rồi lên form chuẩn. Có xe 1 nha chị Đào Hải Hòa nha. Xe 1 là 50kg trở lại nha chị. Cao 1m55 trở lên nha. Em là 1m58, em nặng 50kg. Em đang mặc xe số 1 nè. Eo em là tầm khoảng 65, xe 1 là eo tầm khoảng 70-71 trở lại thôi. Cái này cô nào mà lớn tuổi có bụng nhiều hay gì ha, bắp tay mình hơi sổ rồi tí xíu thì có thể lên size cũng được nha cả nhà. Xanh lá 3 em chốt cho chị Giọt Đắng.
mango chín tất em còn, nhưng mà hôm nay em không có like nha chứ. Rồi đỏ đô cả nhà ơi, em còn đỏ đô nữa nè. Một vàng một đỏ một đỏ đô size số 4 cho chế Diễm Diễm Phạm Diễm. Quần khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn thì nói với bạn nhà em lấy nha chị Diễm Phạm Diễm nha. Tím size số 1 em chốt cho chị Đào Hải Hòa. Em chào chị Trâm Chống Cô. Đây cái áo màu đỏ đô hôm bữa chị nào chưa chốt được nè. Chốt lại giúp em cái hàng này, hôm bữa em cháy hàng quá chừng luôn. Đỏ đô, lên giúp em mã đỏ đô. Rồi lên giúp em mã này là mã đẹp. Chốt em mã đẹp nha. Lên giúp em mã này mã đẹp cả nhà. Đỏ đô 4 cho chế Lê Phương Thanh. Đỏ đô 3 cho chị Giọt Đắng. Xanh lá 5 cho chế Mai Cao. Em đang mặc là xanh lá nha cả nhà ơi, em đang mặc là xanh lá. Đỏ đô xe số 3 cho chị Nguyễn Thị Thúy Liễu. Đỏ đô 4 cho chế Hiền Thi. Đẹp 4 cho chế Thi Thi Nguyễn. Đẹp 4 cho chế Lê Phương Thanh. Đỏ đô xe số 2 cho chế Nhung Tuyết. Cái đẹp 4 này, hai cái đẹp 4, hai cái đẹp 4, một cái đỏ đô 2. Chiều nãy như có cái xanh lá 3 hay gì. Đỏ đô 3, chị Phúc Trần. Đỏ đô 3, xanh lá 5. Xanh lá 5. Bây giờ em đọc nè, chế lựa lên đi để nó được sót. Bây giờ đọc từ dưới lên đi. Ở dưới cái kia kìa, cái đầu của tay em. Đỏ đô 2. Rồi. Đẹp 4. Rồi. Đẹp 4. Rồi. Đỏ đô 4. Rồi. Đỏ đô 3. Rồi. Xanh lá 5. Rồi. Đỏ đô 3. Đỏ đồ 4. Dạ. Đó tới ai rồi, chứ tới chị gì vậy? Điều cuối cùng của ai? Nhân tiếp đỏ đồ 2. Ừ, nãy chưa đọc đỏ đồ 2 nha. Rồi vô, xong rồi. Vàng 2 cho chị Giọt Đắng. Đẹp 4 cho chị Thúy Nhân. Đỏ đô 5 cho chị Nguyễn Mai. Xanh lá 2 cho chị Hằng Nguyễn. Quần khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn nói với bạn nhà em lấy chị. Áo là vải ron lụa Nhật nha chị ơi. 55kg mình cao bao nhiêu vậy chị Mỹ Quyên ơi, cho em cái chiều cao đi chị. 65kg cho giúp giùm em cái chiều cao chị Dương Úc ơi. Cho em chiều cao luôn nha chị, mã em đang mặc là mã xanh lá ha. Mình vui lòng mình lên cái mã đồ giùm em. Xanh lá size số 4 cho chị Kim Nguyên. Mét 53 60kg lên size 4 giùm em nha chị. Chị Dương Út 1m6 mà 65kg thì mặc size số 4. Còn trên 60 tuổi thì lên size số 5 giùm em bộ mẫu này ha. Chị lấy thì lên giúp em là xanh lá 4. Còn chị muốn gọng giải thoải mái thì chị lên xanh lá 5. Chị Mỹ Quyên 55. Chị Mỹ Quyên 1m55 55kg mặc size số 2 chị. Vàng 4 em chốt cho chế Thanh Lê Thanh Phương. Đỏ đô 6 cho chế Thi Lệ. Lên mã đồ giùm em đừng có chốt bộ em đang mặc nha mấy chế. Áo em đang mặc là mã xanh lá. Em lên lại cho các chị một vòng nữa xong rồi em mặc lại từng cái nha. Mã này lên giúp em mã đẹp. Lên giúp giùm em mã đẹp. Chị nào khách mới lưu ý giúp em, nó là von lụa Nhật thì vải nó mỏng nha, nhưng mà khi mình mặc lên trên người là không có thấy gì đâu nha mấy chị ơi. Nên đừng có kiểm tra hàng rồi chơi mỏng nha. Khách nào là khách mới thì lưu ý giúp em nha. Xanh lá size số 2 cho chị Nguyễn Mỹ Ngon. Xanh lá size số 5 cho chị Hương. Lên với em mã này là mã đỏ đô cả nhà. Đỏ đô. Rồi lên giúp giùm em là tím. Chị Dương Út ơi, bây giờ 65kg, chị cao 1m6. Là nếu như mà chị gọn người ha, chị thích mặc ôm thì chị lấy size số 4 giùm em. Còn không thì chị lên giùm em là size số 5. Rồi bây giờ chị chọn size đi, chị đừng lên số ký nữa. Cũng khỏi lên số điện thoại luôn, số điện thoại em có lưu rồi. À chị đổi số điện thoại mới đúng không? Bây giờ đẹp em lấy cho chị size số 4 được không? Bây giờ lấy đẹp 4, còn xanh lá là em chưa chốt nha.
chị không có lên mã là em không có chốt. Rồi đẹp 4 đi chị. Chị không có lên size thì em chốt cho chị là theo cân nặng chiều cao của chị là em lấy size 4 nha. Áo này là form gọn nha chị Kim Nguyên, chị gọn người không? Gọn người thì em lấy size 3 của chị Kim Nguyên, đổi là size 3 đi chị đẹp. Lấy size 3 thì em lấy size 3. Vậy mấy chị lên size luôn đi mấy chị. Mấy chị lên size giùm em luôn đi, đã biết size rồi lên size giùm em luôn đi, đừng có lên số ký nữa. Lên số ký là em canh size cái mấy chị lại chở quẻ lại nó mất công lắm. Mình biết size rồi lên size giùm em luôn đi. Để đổi tới đổi luôn mất công. Tím 5 cho chế Hương Hương. Đẹp 5 cho chế Mai Cao, lá 3 cho chế Ngọc Đức. Lá 3. 60kg mình cao bao nhiêu vậy chị Sam Sam ơi? Quần khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, các chị nói mấy bạn lấy quần giùm em nha. Ở trên like là quần đen em sẽ không có chốt các chị nha, ở trên like là quần đen em không chốt. Em chỉ chốt cho các chị quần màu thôi. Quần màu thì tí xíu em lên, chị nào ưng cái màu nào thì các chị chốt cái đó ha. Còn quần đen thì xuống like mấy bạn nhà em alo chốt đơn đó, mấy chị nói mấy bạn lấy. Ok chị Kim Nguyên. Rồi chị Sam Sam ơi, chị 60kg là chị cao bao nhiêu chị ơi, cho em cái chiều cao. Rồi 1m62 vậy em lấy cho chị size 3. Chị Sam Sam là mặc size 3 nha chị Sam Sam. Rồi lên giúp em mã tím nha cả nhà ơi, mã tím. Chế nào biết size rồi lên size giùm em nha. Trừ khi là chị hoặc ở trừ khi là cô nào lớn tuổi á thì cần em tư vấn lại á, thì lên cân nặng chiều cao em tư vấn lại. Lên giúp em mã này là mã xanh đen cả nhà, chốt em mã xanh đen. Vải này là mặt cực mát luôn nha cả nhà ơi, mát mà rất là ok luôn nha. Vải này là vải đẹp nhất trong những cái vải áo và ba mà em may cho mấy chị đó. Theo em đánh giá là nó đẹp nhất đó mấy chị. Còn có nhiều chị thì tùy theo mấy chị thích, có thể là thích vải dày thì mấy chị thấy nó đẹp ha. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà, chốt em là xanh đen. Em đang mặc là xanh lá nha cả nhà. Rồi vàng, vàng quá đẹp luôn nè. Vàng hồng cuối cùng không có ba luôn hả chị? Có không? Có. Hồi nãy chị cột hoàng lên trước, thưởng sách lên trước á. À. Lên giúp em mã vàng cả nhà ơi. Xanh đen size số 3 em chốt cho chế Ngọc Đức. Xanh lá size số 4 cho chế Bo Vũ. Xanh đen size số 4 cho chế Lê Phương Thanh. Xanh đen size số 2 cho chế Lê Na. Tím 1 cho chế Kim Anh. Vàng 3 cho chế Ngọc Đức. Đây em đọc cho, em đọc chị dễ thích hơn đó, em đọc chậm nè. Xanh đen 50 50 giờ xe 2. Xanh đen vàng size số 2. Đẹp. Đỏ đồ. Xanh đen. Vàng. Size số 2 rồi. Một người đó. Một người. Dạ. Chị chế một đi. Vàng 4 cho chế Ngọc Mai. Vàng 5 cho chế Nguyễn Mai. Vàng 3 cho chế Võ Liên. Vàng 3 cho chế Mai Nguyệt. Vàng 2 cho chế Lê Na. Vàng 2 cho chế Đồng Phương Trần. Xanh lá 3, vàng 3 cho chế Hồng Vân. Vàng 5 cho chế Mai Cao. Vàng 1 cho chế Kim Anh. Rồi lên giúp em mã vàng nha cả nhà. Xanh biển. Chốt em mã xanh biển cả nhà. Xanh biển, xanh biển kèm size giúp em. Từ size 1 đến size 6. Size 1 là 50kg, size 2 là 55, size 3 là 60, size 4 là 65, size 5 là 70 ha. Size 6 là 75kg ở nhà mặt vừa. Thường là ví dụ những chất liệu vải khác, những cái phơm khác em có thể là sen sen lên cho mấy chị là 51, 52kg. Nhưng mà cái này đúng 50kg là mặc size 1 nha mấy chị. 55kg cao 1m55 trở lên thì mặc size 2. Chị lưu ý giúp em ha.
Rồi tiếp tục nha chế. Vàng 2 cho chế Nguyễn Thanh. Vàng 4 cho chế Thương Hoài. Xanh biển 4 cho chế Lê Phương Thanh. Dạ. Xanh biển 4 cho chế Kiều Anh. Chớ em mã hồng cả nhà. Mã hồng. Chớ em mã hồng nha, hồng. Cái nền tím này là lên mã hoa giúp em, không có trắng chị. Lên với em mã này là mã hoa. Vàng với hồng C2 cho chế Thi Trần. Nền tím này là lên giúp em mã hoa. Nền màu tím Huế. Rất là đẹp luôn. Lên với em mã hoa, hoa 3 cho chế Ngọc Đức. Chớ em mã hoa, cả nhà mình lên mã hoa. Em đang mặc là xanh lá nha các chị. Chị Thi Tròn kèm size giúp em. Vàng 2 với hoa 2 cho chế Hoa Lê. Chị Quỳnh Giao ơi, hiện tại ở bên máy của em đó, chị báo có một lần thôi chị. Cái đó chị liên hệ với bên ngân hàng chị hỏi giùm em ha. Còn bên máy của em đó chị báo có một cái hồi sáng em chụp cho chị đó. Còn khi nào mà nói báo lần thứ hai nữa thì em nhắn với chị. Còn hiện tại bây giờ là em chỉ nhận được có một lần thôi. Hoa 3 cho chế Giọt Đắng. Chị Đồng Phương Trần là chị chốt mã tím, mã hoa là mã hoa với mã tím hay là hoa tím. Em không có lên cái mã hoa tím là chế chốt hai áo hay một áo. Nếu mà chốt hai áo thì phải giúp giùm em để em biết nha. Là cuối cùng chế lấy mã hoa hay là mã tím, hay là lấy hai áo. Chốt von lụa nhật nha chị ơi. Hồng 2 em chốt cho chế Nhung Tiết. Hoa 3 em chốt cho chế Hương. Hoa 1 em chốt cho chế Kim Anh. Hoa 4 cho chế Hồng Loan. Dạ em cảm ơn chế Chọn Nguyễn. Xanh lá 4 cho chế Thương Hoài. Hoa 2 em chốt cho chế Đồng Phương Trần. F5562 ký C4 nha chế Thúy Lê ơi. Vàng 4 em chốt cho chế Nguyễn Hằng. Mình thích ống nhỏ thì mình vuốt lại như chế Nhi Ngọc. Chị gì hồi nãy lên cái size số mấy đó chị ơi, chị lên giúp em cái mã đồ với lại là cái size trên cùng một bình luận giùm em nha. Tại vì á là em gút trước em chưa có bỏ bill nên cái chị phân ra làm chị Thi Trần là lên lại giúp giùm em đi chị. Cái chị chia ra như vậy em sẽ góp mấy bạn chưa bỏ bill, mấy bạn không biết đường mấy bạn bỏ. Nên là lên mã áo với lại là cái size trên cùng một bình luận giùm em. Rồi cái áo này là mã vàng đồng giúp em. Nền đen lên cái hoa màu vàng đậm là lên giúp em mã vàng đồng cả nhà, vàng đồng. Tùy theo cân nặng và chiều cao nha chị Thanh Ngọc ơi. Hoa 2 cho chế Thi Trần. 55kg cho em chiều cao đi chị Thu Hoài. Đỏ 4 em chốt cho chế Nguyễn Hằng. Xanh lá 1 em chốt cho chế Kim Anh. Em đang mặc là thun von lưới nha chị ơi. Vàng đồng size số 2 cho chế Nguyễn Thanh. Vàng đồng 3 cho chế Hương Thảo. Vàng đồng 3 em chốt cho chế Ngọc Đức. Tổng cộng là em có 10 màu các chị, 10 màu. Cái họa tiết này em có 10 màu cho mấy chị. Em đang mặc là xanh lá. 1m57, 55kg mặc size 2 nha chị Thu Hoài ơi. Quần lụa trắng khi nào bên em gọi điện chốt đơn chị nói với bạn lấy giùm em đi chứ. Xanh lá size số 5 cho cô Mai. Vàng đồng size số 2 em chốt cho chị Ung Điệp. Vàng đồng size số 4 cho chị Nguyễn Thúy. Vàng đồng size số 2 em chốt cho chị Nguyễn Mỹ Ngon. Vàng đồng 2 cho chế Nguyễn Hồng. Vàng đồng 2 cho chế Điệp Trầm. Em lên lại họa tiết cho các chị một lần nữa nha. Chứ chị vào sau nè. Em lên lại cho mình một lần nữa. Mã em đang mặc là mã xanh lá các chị. Mã này lên giúp em là mã hoa. Cái nền tím này là mã hoa giúp em nha. Chứ không phải là mã tím, nó là mã hoa. Mã tím là mã này nè. Lên giúp em mã này là mã tím. Cái bông của nó màu tím.
lên giúp em mã tím. Vải này là đẹp lắm luôn, lên form rất đẹp nha các chị. Vải vải bà ba là các chị mặc vải này là chuẩn nhất luôn, không mỏng không dày, rất là dễ chịu và lên cái họa tiết rất là đẹp nha, rất là dễ chịu luôn. Hoa bốn em chốt cho chế chim lông tống. Chốt em mã này là mã tím nha cả nhà, đây là mã tím nha chị, bông màu tím. Bữa giờ các chị kiếm màu tím nè, cái vải này nó rất là ít màu tím. Xanh lá 4 em chốt cho chế Nguyễn Hằng. Mã đẹp với xanh lá size số 4 chốt cho chị Thúy Nhân. Chị Thúy Nhân ơi, quần đen khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, chị nói mấy bạn lấy quần giùm em nha. Quần đen ở trên live em sẽ không có chốt. Còn quần màu thì một chút xíu em sẽ lên để cho các chị chốt quần màu nha. Các chị muốn phối quần, muốn phối áo mặc với quần màu nào đó thì các chị phối. Rồi đỏ đô nè, cái đỏ đô này rất đẹp luôn á các chị. Đỏ đô rất là đẹp, mã tím size số 5 chốt cho cô Mai. Cái đỏ đô này mặc sang và đẹp lắm, các chị chốt đi. Tím nào. Chốt em đỏ đô cả nhà ơi, đỏ đô. Đỏ đô size số 3 em chốt cho chế Ngọc Đức. Lên giúp em mã đỏ đô cả nhà, tím 4 em chốt cho chế Kim Long Tấm. Đỏ đô size số 2 cho chị Nguyễn Mỹ Ngon. Đỏ đô size số 3 em chốt cho chị Thị Hồng Long Đỗ. Chốt em mã đỏ đô nha cả nhà, đỏ đô. Tím 4 chốt cho chế Hồng Long. Đỏ đô size số 2 em chốt cho chế Nguyễn Thanh. 70kg mình cao bao nhiêu vậy chị Thanh Ngọc ơi, cho em cái chiều cao đi chị. Tạm thời em lấy cho chị size 5 trước ha, mã hoa size số 5 cho chế Thanh Ngọc. Chị lên giúp em cái chiều cao nha chị. Đỏ đô size số 2 cho chị Thi Bích Tiên Lê. Chờ em xíu mấy chị. Chờ em xíu nha. Đơn cuối cùng là đơn bill của ai vậy chứ? Thi Bích Tiên Lê. Chờ em xíu em kiểm tra cái đơn hàng của chị Yến Nhi. Chị Yến Nhi là chưa có đi đơn được bên em lần nào hết hả chị? Em thấy chị mua hàng xả 3 lần. Cái nick mới thì gọi không có bắt máy, toàn là bấm máy bận không à. Đơn của chị Yến Nhi là vô danh sách cọc giúp em ha. Chị đồng ý chị cọc hoặc chị chuyển khoản giùm em thì em đi đơn, còn không thì em sẽ không có đi đơn nha chị ơi. Xả nhiều lần lắm rồi. Bữa giờ mua 4-5 lần không có đi đơn được lần nào hết. Đỏ đô size 4 cho chị Yến Nhi, còn chị không đồng ý thì mai mốt em không có nhận đơn nữa ha. Đỏ đô size số 2 cho chế Phương Toàn. Em không có 80kg, chế Mai Mai 1m58, 70kg gọn người thì mặc size số 5 nha chị Thanh Ngọc. Em chào chế Trần Hồng Phi. Ok, chế Trần Hồng Phi, đơn của chế em lên đơn rồi á chị. Khô gà với lại là quần đen hay em lên đơn rồi. Chị Lý Kiều ơi, chị Lý Kiều vui lòng lên cái mã áo giúp em nha chị ơi, chứ đừng có chốt áo, em đang mặc hai áo vậy ha, em không có biết mã áo để em lấy cho mình. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đẹp cả nha. Chốt em mã này là mã đẹp ạ. Chốt em mã đẹp. Em lên đi lên lại cái mã đồ, mình ưng cái nào thì mình lên giúp giùm em cái mã đồ đó nha chế. Ví dụ như chị ưng cái đẹp 5 thì chị lên giúp em là đẹp, ưng mã đẹp thì chị lên giúp em đẹp 5, còn ưng cái xanh lá em đang mặc thì mình lên xanh lá 5. Rồi mã này lên giúp em mã xanh đen cả nhà. Chốt em xanh đen. Lên giúp giùm em mã này mã xanh đen. Chốt giúp em nha cả nhà, xanh đen. Đẹp 3 em chốt cho chế Thi Hồng Loan Đỗ. Số 2 là 55kg trở lại chị Phương Toàn. Chị Phương Toàn cho em cân nặng chiều cao đi chị. Nếu đang thắc mắc thì cho em cân nặng chiều cao nha.
cái số 520 của chị á, là nó chị mua cái nick của chị cho số của chị luôn á, chứ đâu có cho cái số của cái bà hàng xóm đâu, mà nói là cái nick của mình không thể nào mà đưa cho cái người khác được hết trơn á. Chị đưa cái nick điện thoại của chị cho người khác, nhưng mà cái số điện thoại là cái số của chị, cái số 520 của chị nè. Gọi là gọi hôm trước gọi á, là thuê bao hay là không bắt máy gì đó, qua ngày hôm sau gọi lại cũng thuê bao, rồi cái đơn trước đó cũng vậy, rồi cái nick kia cũng vậy luôn. Cái Facebook của mình là của mình sử dụng nha, mình cho ai mượn thì cái đó là mình chịu trách nhiệm, tại vì tên của chị, số điện thoại của chị là người chịu trách nhiệm. Em đâu biết bà hàng xóm là bà nào đâu, em biết chị thôi đó. Nên bây giờ chị mua 3-4 lần rồi mà không đi đơn được lần nào hết, thì bây giờ vô danh sách cọc cạc giùm em, xả quá nhiều lần rồi, bây giờ em giao cho chị, tới đó chị không nhận hàng rồi đổ thừa bà hàng xóm nữa hả? Bà hàng xóm bảo đặt chị không có đặt nên chị không biết. Cái đó là cái lý do nó không, cái lý do không chính đáng nha chế. Hè, cái gì của mình là mình sử dụng, bây giờ cái riêng tư hết rồi nha. Mình đưa cho người ta là lỡ người ta dùng cái nick của mình là người ta làm chuyện xấu rồi, mình chỉ nói là bà hàng xóm bả làm, ai tin. Tao nắm chị thôi chứ nắm bà hàng xóm nào nha. Rồi lên giúp em màu này là màu vàng đồng nha cả nhà. Chốt em màu vàng đồng, xanh đen size số 2 cho chế Nguyễn Thanh. Xanh lá size số 5, 2 áo em chốt cho chế Lý Kiều. Xanh lá size số 5, 2 cái. Bà ba nút thắt nguyên bộ thì em có, còn áo lẻ là không có nha chị ơi. Xanh đen size số 2 cho chế Điệp Trần. Dạ có 10 màu nha chế Hằng Nguyễn ơi. Có 10 màu. Vàng 3 em chốt cho chế Đào Nguyễn. Xanh lá size số 5 em chốt cho chế Tài Ly. Bây giờ chỉ đơn giản một điều thôi là chị đồng ý cọc cạc hoặc là chuyển khoản giùm em thì em nhận đơn của chị thôi ha, chứ không có gì hết. Chị Phương Phương, em thấy chị Phương Phương nha. Đỏ đô size số 2 em chốt cho chị Nguyễn Đông. Rồi áo bà ba size 5. Rồi chị Út này chứ, size 5 là màu xanh lá. Hết. Màu xanh lá em hết nha chị Vân Cẩm Hồ, em chốt cho chị được mã tím. Rồi. Xanh đen. Vàng. Có mã đẹp nha, xanh đen và hoàng. Tím, xanh đen, vàng. Mã hoa. Mã vàng đồng. Đỏ đô với mã đẹp. Rồi ok chế Vân Cẩm Hồ. Chế Vân Cẩm Hồ chỉ thiếu cái áo mã xanh lá size số 5 thôi nha chế. Còn lại mấy cái kia là chế đầy đủ nha. Vàng đồng size số 5 cho cô Mai. Xanh đen một cái size số 5 cho chế Lý Kiều. Đỏ đô size số 4 em chốt cho chế Tho Thi. Vàng đồng 5 cho chế Đỗ Thị Hà. Xanh lá 3 em chốt cho chế Trương Lương. Xanh lá vàng đồng size số 3 cho chế Anh Kim. Quần khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, chế Anh Kim nói mấy bạn lấy quần giúp em nha chị. Chất liệu là vải von lụa Nhật nha chị ơi. Quần khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn mình nói với bạn lấy nha chị Lý Kiều. Vậy là chị Lý Kiều tổng cộng là 3 áo đúng không? 2 cái áo màu xanh lá size số 5 với một cái mã xanh đen. Hay là chị lấy một cái xanh lá, một cái xanh đen. Vàng đồng size số 1 em chốt cho chế Kim Anh. Chị Nguyễn Thúy, chị lên màu giúp em chị ơi. Chị lên cái mã áo với lại cả cái size trên cùng một bình luận giùm em ha. Đủ màu size số 2 em chốt cho chế Hằng Nguyễn. Ok chế Hằng Nguyễn. Nó tổng cộng nó có 10 màu đó chị. Nó họa tiết này nó có 10 màu rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Ở đợt này bữa nay về được cái lô này em mừng ghê luôn, mấy chị lô này nó đẹp. Em tưởng đâu hết rồi. Chị ơi em bảy giấu bao giờ bả mới tung ra cho em. Giấu bữa giờ. Nói hồi lên coi lai giận giờ à. Với bữa giờ là em hỏi là hết không à, em nói hết rồi. Cái chín rồi vậy con. Chín là 10 chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha. 10 đó. Thiếu màu vàng.
Có dưới đây rồi nè. Để coi đi, để coi biểu lại coi. Chị Đào Nguyễn, nếu vậy thì chị lên giúp giùm em là vàng đồng size mấy chị ơi? Lên giúp em là vàng đồng size số mấy, chứ chị lên kỹ cái mã đồ giùm em nha. Em có mã vàng với vàng đồng nha. Rồi vàng đồng size số 3 cho chế Hiền Hiền. Size lá 4 cho chế Ánh Nhung Lương. Đỏ đôi 4 cho chế Thu Hoài. Xanh lá 2 cho chế Thu Hoài. Xanh biển size số 5 cho chế Mai Cao. Xanh đen size số 5 cho chị Hồng Hạnh. Quần là chất thun lai dông chị. Dạ em không biết nữa chế Thi Thiên Nguyễn ơi. Vàng đồng 3 cho chế Nguyễn Thúy. Một hộp khô gà em chốt cho chế Nguyệt Từ. Ok chế Nguyệt Từ. Xanh lá với đỏ đô size số 3 cho Úc Cô. Dạ em cảm ơn chế Huệ Đòn. Đợt này áo đẹp á chị Huệ Đòn ơi. Áo bông xanh mặc xanh lá size 4 cho chế Thu Tiết Nguyễn. Nói hết rồi chứ. Kiếm cái còn cái nào không? Hết rồi. Thiệt rồi. Xanh lá 4 hết rồi. Chế Thu Tiết Nguyễn ơi, chế Thu Tiết Nguyễn lấy qua cái màu khác giúp em được không? Mã này mã vàng đồng nha các chị ơi. Rồi mã này lên giúp em mã hồng cả nhà. Chốt em mã này là mã hồng nha, hồng. Chốt em hồng. Rồi vàng với xanh biển nè. Số 99 đuôi đúng rồi đó chị. Xanh lá em hết 4 nha chế Thu Tiết Nguyễn ơi. Xanh lá 2 cho chế Phương Toàn. Sao gì đó đó hả? Phương dưới vậy. Vàng đồng size số 3 chốt cho chế Đào Nguyễn. Chốt von lụa nhật nha chị ơi. Dạ em cảm ơn chế Phước Nguyễn ạ. Mã đẹp với mã xanh đen, mã hoa, mã xanh biển size số 5 cho chế Diễm Trần. Từ từ. Mã đẹp. Rồi mã xanh đen. Đen nha. Dạ. Mã hoa. À. Xanh biển chứ, hoa với xanh biển. Ok, em chốt cho chế Diễm Trần đủ 4 áo. Xanh lá 2 cho chế Molly. Xanh lá khi mà nó ngâm dữ, cái màu gì đâu. Dạ, để em dơ lại nha chế Hana ơi. Từ từ chế Hana, size 3 nha chị Đạt Châu ơi. Xanh lá 1 cho chế Huệ Đòn. Xanh lá 2 cho chế Ung Điệp. Vàng 5. Vàng 5 em chốt cho chế Thanh Ngọc. Hồng size 5 cho chế Diễm Trần. Vàng đồng size 5 mình còn chứ. Vàng đồng size 5 cho chế Thanh Ngọc luôn. Xanh lá mã hoa size số 3 cho chế Yến Quỳnh Thị Linh. Xanh lá với hoa. Em đang mặc mã xanh lá, em hết size 4 rồi cả nhà ơi. Vàng đồng size 3 cho chế Kim Nguyễn. Chế Molly chốt được nha. Vàng đồng một cái size, em đọc này chế. Vàng đồng một cái size 1. Một cái size 3. Cái gì đó hả? Rồi hai cái. Chế Phương Phan Thị Mỹ Phương ơi, khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn thì chị nói mấy bạn lấy quần nha. Vàng đồng size số 2 cho chế Nguyễn Đông. Chất liệu vải có co giãn, chị có co giãn mình mới trồng cổ vô được nha. Cái này không phải cài cúc. Vàng 3 cho chế Hiền Hiền. Em đang cầm là mã vàng, còn cái mã vàng đồng là mã khác nữa nha mấy chị. Nên là cái chị chốt vàng hay vàng đồng thì ghi kỹ giúp em nha. Để vàng vàng không là em lấy ghi vàng, không là em lấy cái này đó. Rồi lên giúp em mã xanh biển nha. Chốt em xanh biển. Vàng đồng xây 5 cho chế La Thỏ. Là hết nha. Chị Phạm Thị Mỹ Phương là lấy cái gì xây 2? Chị ghi thiếu rồi nè. Ở đây là em mới chốt cho chị là mã vàng đồng là một cái size 1, một cái size 3 thôi. Rồi bây giờ lấy một cái size 2 nữa đúng này, không? Cái này chưa bỏ bill nha bé ơi. Rồi
Rồi vàng đồng thêm một cái size 2 cho chị Phạm Thị Mỹ Phượng nữa chị. Là chung với cái vàng đồng 1, 2, 3 hồi nãy. Ủa cái vàng đồng 1 với 3 hồi nãy em nhờ chị rút. Đúng rồi. Rồi là 3 cái 1, 2, 3. Vàng size 4 cho chế Yến Nhi. Xanh lá 3 cho chế Nguyệt Từ. Size 3 là 60kg trở lại thôi nha cả nhà. Cao 1m55-56 trở lên giúp em nha. Xanh lá 2 cho chế Molly có rồi. Chế Molly có rồi chị. Lá 2 cũng còn con cái, xanh lá sắp hết. Chị Thanh Ngọc xả cái vàng đồng. Size số 5. Cái chị chốt kỹ giùm em nha. Xanh điển 1 cho chế Kim Anh. Xanh lá 2 em chốt cho chế Nguyễn Đông. Là hết xanh lá 2. Là em hết xanh lá 2. Xanh điển 4 cho chế Ánh Nhung luôn. Xanh điển với vàng đồng size số 3 cho chị Phạm Yến. Vàng đồng 4 cho chế Nguyệt Từ. Lên với em mã xanh lá cả nhà ơi, đừng có chốt áo em đang mặc nha. Vàng đồng 6 cho chế Kiều Anh. Xanh điển 3 cho chế Hương. Xanh điển 3 cho chế Đào Nguyễn. Xanh điển với vàng đồng size 3 cho chế Trần Trang. Bỏ vô coi lại nha. Coi cái size lại như chế. Nè chế nhìn giúp em cái này là vàng đồng nè chế Hương. Còn cái này là mã vàng. Đây cái màu cái này là mã vàng nha. Là tím nè. Nguyên cái áo vàng này là mã vàng nha cả nhà. Còn cái này là vàng đồng nè. Nền đen lên cái hoa vàng này là vàng đồng. Còn nguyên cái này là màu vàng là mã vàng không? Ok chưa? Đỏ số 1 cho chế Nguyên Hà. Tập trung đừng có làm mất tập trung của tôi. Xanh lá 3 cho chế Nguyễn Thúy. Là hết xanh lá 3, hết xanh lá 2, hết xanh lá 3. Rồi em hết xanh lá 3 là chế Trần Trang ơi. Hiện tại là hết xanh lá 3, hết xanh lá 4 và hết xanh lá 2. Đỏ cho chế Nguyên Hà rồi đúng không chị? Được rồi, đỏ hết phơm đỏ, đỏ 1. Hai áo 1 quần được không? Được chị, thoải mái. Này em bán áo lẻ quần lẻ mà. Vàng đồng 1 cho chế Huỳnh Tấn Phát. Vàng đồng xe số 3 cho chế Giọt Đắng. Xanh lá xe số 5. Còn không chết. Không hết rồi, hết nãy giờ. Xanh lá 5 em hết luôn rồi. Vậy rồi, xanh lá em hết 2 3 4 5 xanh lá em chỉ còn 1 với 6 thôi cả nhà. Rồi em lên lại một lần nữa nè. Xanh biển. Chớ em mã hồng cả nhà ơi, để mặc cái áo khác mới được. Mà đứt một cái là giận đó, giận suốt đời luôn đó. Xanh đen đi cả nhà ơi. Xanh đen rất là đẹp nè. Chị La Thỏ không có size bây giờ không có lấy được chứ ơi. Bây giờ chế xuống dưới like đi rồi chế nói mấy bạn đổi cho chế. Còn không thì chế chốt nhồi lên giúp giùm em nha. Em lên mã đồ rất là rõ luôn mà mấy chị còn lên với size. Chị lên nghe kỹ em đọc và chốt thêm một cái vàng đồng size số 4 cho chị Phạm Thị Mỹ Phương. Các chị mua giùm thì lưu ý giúp em là kỹ nha mấy chế. Xanh lá 6 cho chị Mỹ Tiên. Xanh đen 4 cho chế Kim Loan Tống. Mã xanh biển nha các chị, xanh biển. Các chị cứ kêu em đổi mà không cho cái size rồi không có cái gì rõ hết trơn đâu. Tôi nhớ cái gì đâu mà đổi mấy chị. Điêu em còn kêu bỏ xong nữa nè. Sao tiếng nghiệm vậy đó, lỡ mình bỏ qua. Lên bỏ qua chứ chứ lại là từ đầu rồi nó lỡ rồi. Cho nó cười luôn đi. Vàng đồng với xanh lá xe số 6 cho chị Phương Phương. Chị Phương Phương khách mới lên cân nặng chiều cao kèm với số điện thoại giùm em đi chị. Dạ hết trong lá 6, hết vàng đồng 6 nha. Khách mới lên cân nặng chiều cao và kèm với số điện thoại giùm em ha. Chị Trần Long lấy quần size số mấy chứ ơi. Xanh đen size số 3 cho chế Kiều Anh Nguyễn.
đen size số 3 cho chế chiều Quang Nguyễn. Xanh biển còn size số 2 nha chị ơi. Rồi em đang mặc vào xanh biển nha cả nhà. Mã này lên giúp em là mã đẹp cả nhà ơi. Giấu em mã đẹp nha. Lên giúp em mã này là mã đẹp. Đó là vàng đồng với xanh lá đó chị. Thì vàng đồng thì dễ biết, chỉ có cái mã hoa với mã tím rồi nó hơi lộn xộn. Lên giúp em mã này là mã đẹp cả nhà ơi, mã đẹp nha, mã đẹp. Tâm tư không ổn định thật cô chủ. Xanh đen size số 3. Xanh đen size số 3 chị Kiều Anh Nguyễn rồi, có chưa rồi, mới rồi, xong. Một cái quần đỏ với một cái quần trắng size số 2 cho chị Trần Long. Xanh biển size số 4 mình còn không chứ? Còn. Xanh biển size số 4 cho chị Úc Phượng. Quần giả thun lai dông như chị Úc Cơ ơi. Thun quần lưng thun luôn nha, em không có may quần dây kéo nha. Xanh biển size số 2 cho chế Thu Lê. Chị Phượng Phượng chưa có cân nặng chiều cao, chưa có số điện thoại là em chưa có chốt nha chị. Lên với em mã này là mã đẹp đi cả nhà. Mã đẹp. Chốt von lụa Nhật giúp em nha cả nhà. Gọi là von lụa là các chị nghe cái từ von là các chị biết nó mỏng nha. Nên là khi kiểm tra hàng thì để ý giùm em nha chị, là mình mặc lên thì không có thấy cái gì hết nha. Mặc nó sát vô trong người á. Giải này là siêu đẹp luôn đó. Chế nào mà chê cái giải này nữa thì mai mốt là nghỉ mặc bà ba nhà em luôn đó. Chế nào mà chê cái vải này mà hoàng đơn về là mai mốt là nghỉ bán luôn là được luôn rồi đó nha mấy chế. Tại vì mặc cái này không được nữa, không mặc cái nào nữa chứ cái vải này nó đẹp dữ lắm rồi. Chế nào mà không có size 3 chị Phương Trần. Trời ơi em đang bán size 3 ầm ầm luôn, chế vô chế phế một câu là hàng đẹp mà không có số 3. Xỉu luôn á. Xanh đen 3 cho chế Mon Ly. Chế mua sao bởi vậy hết phải là vàng đồng 70kg cho em chiều cao đi chị Diễm Trần Thị ơi. Cho em cái chiều cao với kèm theo số điện thoại đi chị ơi. Vàng đồng hết size 5 rồi đúng không chị? Mấy chị mua sao nên mấy chị cứ chần chừ hoài nên nó mới hot thôi chứ, chứ em bán thì đầy đủ size nha mấy chị. Quần trắng size số 4 mình còn không chứ? Size 3 còn không? Quần trắng size số 3 nha chị Nguyệt Từ ơi. Áo mình mặc size 4, quần mình mặc size 3 cũng được nha chị. Em lấy cho chị một cái quần trắng size số 3 chứ, lấy quần trắng 3 đi chị. Tại quần ống rộng á nên là size 3, size 4 gì chế mặc cũng được hết á. Xanh biển size số 4 hả chị? Còn. Xanh biển size số 4 cho chị Bao Vũ. Cái này là mã đỏ đô giúp em cả nhà. Đỏ đô rất là đẹp luôn. Chớm em mã đỏ đô. Cái lô hàng này rất đẹp luôn. Cái chị không mua được thì là không có còn nữa đâu nha mấy chế ơi. Bông rất là đẹp. Xanh lá vàng đồng size số 6. 1m61 72kg. Chị Phương Phương hồi nãy là em bấm bill rồi á chị mà chưa có số điện thoại. Là chị có lấy rồi hay gì đó, size số 6. Này nó lấy rồi đó. Còn như đây nó xanh lá này là hết luôn rồi, chắc là đã lấy rồi. Đã lấy, chị lấy rồi em. Chưa số điện thoại hay gì vậy? Bán bất. Quần trắng size số 2 cho chế Nguyễn Đông, lấy quần luôn đi chứ đi. Để hết báo cho khách. Còn chị này chị xanh đen size số 4 cho chế Kiều Anh. Mã đẹp size số mấy Úc Cô ơi, chị lên giúp giùm em mã áo kèm theo giúp giùm em cái size luôn đi chị. Mã đẹp size số 3 cho chị Úc Cô. Xanh biển size số 5 cho cô Mai. Vàng đồng 4 cho chế Lily. Đỏ đô size số 2 cho chế Trần Long. Là em hết đỏ đô hay còn, còn cái. Rồi
chị Diễm Trần Thị một cái vàng đồng size số 5 là em hết vàng đồng 5 rồi chứ không có vàng đồng 5 hết rồi. Vàng đồng 5 em hết rồi nha chị chốt qua cái mã khác giùm em nha chị Diễm Trần Thị nha, nó hết nãy giờ rồi. Chị mặc size số 5 đó. Đỏ đô 1 cho chế Hana. Đỏ đô 4 cho chế Nguyệt Từ. Cũng đi chết để hơi nó lộn con. Đỏ đô 4 hết nha. Đỏ đô 3 cho chế Phương Trần. Đỏ đô 4 em hết nha chế Thi Thi Nguyễn ơi. Vàng đồng size số 4. Chị Thi Thi Nguyễn thêm được một cái vàng đồng 4, còn đỏ đô 4 em hết. Chị nhận đồ rồi đẹp lắm em, cảm ơn chị Thanh Thủy. Chị Phương Phương có đơn rồi nha chị. Có đơn rồi. Rồi lên giúp em mã này là mã tím đi cả nhà. Chốt em mã này là mã tím. Mã tím đi cái chị tím. Đỏ đô 3 cho chế Thi Thi Nguyễn. Tím 3 cho chế Trần Trang. Tím 1 cho chế Hana. Tím 4 cho chế Thu Tuyết Nguyễn. Còn thôi chứ. Còn. Lên với em mã tím nha cả nhà, mã tím. Tím 3 cho chế Kiều Anh Nguyễn. Lên giúp em mã tím cả nhà ơi, tím. Trời 48 kg cao 1m55 trở lên mà size 1 chị. Lên giúp em mã này là mã hoa cả nhà. Giúp em mã hoa. Tím kèm size giúp em đi chị Út Phượng ơi. Mấy chị chỉ cần lên giúp em cái mã đồ và kèm theo cái size là cái chị có đơn rồi, khỏi viết dài dòng nha, là em chốt cho mấy chị à. Tại vì em bỏ bill, em rút trước em bỏ bill sau, nên là cái chị còn lên cái mã áo và kèm theo cái size giùm em. Cái chị không có size em bỏ qua nha các chị ơi. Cái chị không có size em bỏ qua nha. Không có mã áo, không có size em bỏ qua luôn, em chốt cho khách sau nha. 50kg cho em chiều cao đi chị Minh Thiện. Lên với em mã này là mã hoa nha các chị. Chốt em mã này là mã hoa. Tím 2 cho chị Trần Long. Em đang cầm cái này là mã hoa nha. Rồi lên giúp em mã này là mã tím nè. Cái này là mã tím. Cái này là mã hoa. Nghe kỹ giúp em. Tím 6. Tím 6 em chốt cho chế Thanh Thủy. Hoa 3 cho chế Phương Thảo. Áo em đang mặc là chất voan lụa Nhật. 50kg 1m56 mặc size số 1. Nếu mà mình gọn người nha chị ơi, còn nếu lớn tuổi trên 60 tuổi thì lên size 2 giùm em. Tím 4 cho chị Út Phượng. Còn không chứ? Còn. Tắm đi chị Út Phượng tắm. Mấy chị đổi tùm lum hết trơn á mấy chị ơi. Mã hoa của chị Phương Thảo chưa có cân nặng, chiều cao chưa có số điện thoại nè. Mấy chị đổi, mấy chị cũng cho em biết cái size chứ, bây giờ cứ đổi mã hoa cho chị rồi đổi mã vàng cho chị, đổi mã đỏ cho chị rồi em biết size số mấy mà em lấy. Bây giờ xả cái gì đổi cái gì nói rõ giùm em đi. Ừ, xả vàng lấy xanh vậy đó. Rồi kèm theo cái size giùm em. Ví dụ như xả vàng lấy xanh size 2, xả đỏ lấy vàng size 3 gì đó, thì mấy chị lên giúp giùm em cho nó rõ ràng đi. Chứ bây giờ kêu em đổi, em biết đổi cái gì làm sao mà em nhớ cái size được. Tím size số 2 cho chị Trần Long. Chị Trần Long là không có lấy mã tím quỷ luôn đi chị. Tím 4 cho chị Út Phượng nè. Rồi đơn của chị Thanh Thủy em quỷ nha. Đơn của chị Trần Long quỷ luôn. Rồi mấy cái này không lấy nè. Bỏ ra đi chị. Sáu, không lấy luôn
Hoa 6 cho chị Thanh Thủy. Ủa chị Lena xả cái mã hoa ra đi chị. Xả cái mã tím gì mã hoa gì đó, có cái nào mà tím hoa gì đó xả luôn. Vàng 1 cho Chế Thiên Ân Trần Triều. Chị hỏi mấy bạn chốt đơn đi chứ Trần Trang ơi. Vàng đồng với hoa ba mình còn không chị? Còn ha. Còn đúng cái vàng đồng. Còn đúng cái vàng đồng. Vàng đồng size số 6 em hết rồi chị. Size số 6 em chỉ còn mã vàng, mã đẹp, mã xanh đen, xanh biển với mã tím thôi. Size số 6 hiện tại là còn vàng, hồng, đẹp, ha, xanh đen, xanh biển với lại là mã tím. Em lên lại cho cái chị một lần nữa nha mấy chị ơi, mấy chị chốt kỹ giùm em nha. Mã hoa size số 1 cho chị Hana. Hoa 4 cho Chế Hồng Hạnh. Rồi nó xuống dưới like á mấy bạn nhà, mấy chị cứ chốt nhồi lên giùm em đi, đừng có đổi nữa, đổi một thôi nó gói nùi hết trơn á. Mấy chị cứ chốt nhồi lên đi rồi xuống dưới mấy bạn chốt đơn á, mấy bạn đọc lại mã đồ cho mấy chị không lấy cái nào thì nói mấy bạn xả ra, đừng có đổi nữa mấy chế. Em vừa bỏ bill không kịp mà mấy chế cứ đổi tới đổi luôn một hồi nó rối nùi hết trơn á. Chị á thì chốt hết, còn chị có thì xả ra, rồi một hơi nó tùm lum hết. Nên là chị nào mà không chốt được cái mã hàng nào á thì một chút xíu xuống dưới hỏi mấy bạn chốt đơn á, có khách xả ra thì mấy bạn lấy cho chị. Còn chị nào không lấy cái nào cũng nói với mấy bạn chốt đơn giùm em. Rồi chị nào lấy quần đen thì xuống dưới nói với bạn chốt đơn lấy luôn. Còn quần màu em sẽ chốt ở trên like. Ok chưa? Mã này lên giúp em là mã hoa. Tại vì hồi nãy em lên theo một dọc là nó có cái bông tím nên em lỡ lên cái kia là bông tím rồi, nên là cái mã này nó thành cái mã hoa giúp em nha. Nó là nền tím nhưng mà lên mã hoa. Rồi mã này mới là mã tím nè. Cái bông tím lên giúp em là mã tím. Em đang mặc là xanh biển. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ đô. Chốt em đỏ đô nha. Nó chỉ lộn giữa cái mã hoa với cái mã tím với vàng đồng thôi à. Em lên rất là rõ, mấy chị lên rất là dễ chốt. Mà sao cứ để lộn hoài vậy? Chốt em mã này là mã xanh đen nha cả nhà. Xanh đen. Chị Phương Thảo lấy size 3 là chị lấy mã gì? Thì chị lên vàng đồng 3, hoa 3 thì em lấy cho chị size 3 đó, chứ em đâu có lên size 4 đâu. Chứ đó đâu, size số 6 em hết luôn. Ờ còn cái chứ ơi. Còn một cái nha chứ Ngọc Diễm ơi. Nó còn cái đó, nó ẩn mình ở trên đây nè. Còn đựng cái đỏ đô nè chứ. Lên với em mã này là mã đẹp cả nhà. Mã đẹp. Nãy giờ em lên 6 quận rồi đó mà mấy chế còn chưa thuộc cái mã nữa. Chưa thuộc cái mã áo nữa hả? Rồi lên giúp em mã hồng. Bữa nay màu hồng ế ta. Màu hồng bữa bữa cái chị mua rồi hả? Lên giúp em mã hồng nha cả nhà, mã hồng. Rồi đỏ đô 6 em chốt cho chế Ngọc Diễm. Là em hết đỏ đô 6 luôn. Em bỏ cái bỏ kia. Rồi lên giúp em mã này là mã vàng. Mã đẹp. Mã đẹp size số 5 cho Chế Huyền Bùi. Ok Chế Huyền Bùi. Màu xanh lá với màu xanh đen. Chị Đặng Phương Loan mặc size số mấy chứ ơi. Lên giúp em mã này là mã vàng nha các chị. Đây là mã vàng. Đẹp size số 6 chốt cho chị Ngọc Diễm.
Rồi đây là vàng đồng nha cả nhà. Là đen lên cái hoa đậm này là mã vàng đồng với đen. Rồi nó chỉ lộn giữa cái tím với mã hoa với vàng đồng thôi. Các chị lên kỹ giúp em chỗ đó là được. Rồi chốt em mã này mã xanh lá, em đang mặc là xanh biển. Chốt em mã này mã xanh lá, cái chị xanh lá. Chốt em xanh lá nha. Chốt von lụa nhật, chị nào khách mới thì lưu ý giúp em. Mình nghe von lụa là mình biết nó mỏng vậy nè nha mấy chế. Nên là khi mà nhận hàng á, thì các chị kiểm tra các chị thấy nó mỏng là bình thường. Nhưng mà khi mà mình mặc lên thì nó áp sát vô trong người của mình thì nó bình thường nha. Nó các chị mặc cái áo, ví dụ như các chị mặc cái áo ngực ở bên trong đó là màu đen, thấy không? Mà mình mặc cái màu xanh đen gì đó thì mình mặc dạng cái loại áo mà áo định hình đó. Nói chung là vải này mà chế nào mà mặc không được nữa thì cũng hơi cũng không biết sao luôn nha. Tại áo bà ba là vải này là cái khuôn vải đẹp nhất rồi. Vàng 6 em chốt cho chế Thanh Thủy. Đây là đừng có chế nào mà nhận hàng mà chơi mỏng giúp em nha. Xanh lá size số 1 chốt cho chế Hà nè. Bao nhiêu áo em cũng đi đơn hết á chị. Các chị đồng ý thì em đi đơn nữa nha. Còn mấy chị muốn mua thử một cái thì mình mua một cái thử. Ở bên em không có bắt buộc mấy chị phải mua nhiều mới đi đơn, hoặc mua hai áo trở lên mới đi đơn. Ví dụ như cái đơn nào mà áo nó cũng giống như hàng sale á, mà em sale mà có 30-40 ngàn á một bộ hay gì đó, 50-60 ngàn một bộ á, thì mấy chị cố gắng chốt từ hai sản phẩm. Còn nếu không thì bình thường các chị mua một áo và ba em vẫn đi đơn bình thường nha cả nhà. Rồi lên giúp em mã vàng đi cả nhà. Mã vàng hiện tại là em còn đủ size. Mã vàng này hiện tại là em còn đủ size cho các chị từ size 1 đến size số 6. Lên giúp em mã vàng đi các chị, mã vàng. Rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi, chốt em mã vàng nha các chị. Quần em mặc là quần ống rộng chị Hana, không phải là quần giả váy. Quần ống rộng 70 ngàn một quần. Đỏ đô, mã hoa, mã đẹp, mã vàng đồng, mã xanh lá, size số 3. Chế đẹp ơi, chế đẹp bút giúp em. Đỏ đô. Đỏ đô. Hoa. Đẹp. Mã đô, đỏ đô, mã hoa. Rồi. Rồi, mã đẹp. Vàng đồng với xanh lá. Vàng đồng thì em còn. Vàng đồng hết, xanh lá hết luôn rồi. Rồi, chị được có 3 áo thôi nha chị. Cái đó lựa lại. Chị đây ta, chị Phượng Thúy được có 3 áo thôi nha chị, mã đẹp, mã hoa với mã đỏ đô thôi ạ. À, còn hai cái kia em hết. Em bấm đi chưa chế đẹp? Hả? Chưa. Cái này rồi chị Phượng Thúy được 3 áo nha chế. Vàng 1 em chốt cho chế Hana. Phương Phương ơi, chị ở đâu vậy chị? Em phải biết cái địa chỉ của chị ha, rồi bên giao hàng họ giao cho mình. Chứ bây giờ chị hỏi em mấy ngày tới em đâu biết chị ở đâu đâu, em trả lời vậy. À, hàng tới nhanh hay tới chậm là nó còn phụ thuộc vào bên giao hàng nữa mấy chị, em không có chủ động được cái vấn đề đó nha mấy chị ơi. Em không có quần giả váy màu đen chị Hana, quần là đen mà em chỉ có quần ống rộng thôi. Mã vàng với mã hồng size số 3 cho chị vỏ hồng lụa. Vàng 3 cho chế Hương. Chị Phượng Thúy chốt mã gì vậy chị ơi? Chị lên cái mã áo và kèm cái size ở đằng sau giùm em nha chị Phượng Thúy ơi. Áo em đang mặc là mã vàng ạ. À. Vàng đồng size số 4, còn thôi chứ đẹp. Còn. Vàng đồng size số 4 chốt cho chế Sang Nguyễn.
vàng size số 4 cho chị Nguyễn Dung, 65kg cao, 1m55-56 trở lên gọn người thì mình mặc size số 4 nha chị. Còn nếu mà mình trên 60 tuổi thì mình lên size số 5 giùm em luôn nha. Mã đẹp size số 5 cho Chế Hương. Vàng đồng size số 4 còn cái nào không chị đẹp? Vàng đồng 4 chốt cho Chế Yến Ngọc. Là em hết vàng đồng 4 luôn. Mã đẹp size số 6 em chốt cho Chế Hồ Điệp. Xanh lá vàng đồng với mã đẹp hả? Xanh lá vàng đồng với mã đẹp. Rồi, hết luôn rồi Chế ơi. Chế Kiều Phương không còn cái nào size số 6 cho Chế hết. Ba cái Chế chốt. Size 6 bây giờ em còn được xanh đen, em còn được vàng, em còn được xanh biển, em còn được hồng với em còn được tím nha. Vàng 1 cho Chế Hồng Cẩm. Vàng 3 cho Chế Thích Thanh. Vàng 2 cho Chế Phan Hồng Thanh. Đơn của ai? Đơn của chị Kim Lân Tống nghe máy giùm em nha chị ơi. Chế Kim Lân Tống nghe máy giùm em nha Chế đẹp. Đơn chiều nay gọi không nghe nữa là mấy bạn nhà em xả đó, nên là Chế để ý điện thoại giùm em. Cái đơn hôm bữa là đi rồi thôi. Tím ba em chốt cho chị Phượng Thúy. Vàng xe 2 chị Phan Hồng Thanh có rồi nha chị ơi. Bình luận một lần thôi là em thấy nha, tại vì em đọc chậm nha các chị. Dạ em cảm ơn chị Thúy Án. Vải von lụa nha chị ơi. Đơn của chị Sen Hoàng bữa giờ có nhận được chưa vậy mấy bạn? Chưa luôn nha chị Sen Hoàng ơi. Chứ đơn hàng của chị em không thấy nó hoàn về luôn. Mã vàng xe số 2 chị Phan Hồng Thanh có rồi nha chị ơi. Chị Nguyễn Dung vậy lấy cho chị xe số 5. Chị Nguyễn Dung mã vàng xe số 4 hồi nãy bỏ bill rồi, chị đẹp rút bill đi, chị đẹp đổi lên xe 5 giùm em. Không phải Nguyễn Dung. Cái chuyện đưa xuống dưới hay gì vậy? Đổi lên 5. Đổi lên size số 5 đi. Vàng 3 cho Chế Linh Yên. Chị Phúc Thanh ơi, ở bên em gọi điện chốt đơn nha chị ơi. Khách mới là bên em phải gọi điện chốt đơn được em mới đi đơn nha. Còn không có chốt đơn gọi không được và em không có đi đơn à. Mấy chị mua bên em mà quen rồi 3-4 lần rồi á thì em mới đi đơn cho mấy chị luôn được. Còn nếu là khách mới thì gọi điện chốt đơn hết à. Đây là vàng đồng nha cả nhà. Đơn của Chế Hana gửi luôn khỏi gọi nha. Chị Hana có lấy thêm quần, có lấy gì không nha? Có lấy thêm quần thì nhắc mấy bạn nhà em chốt đơn. Còn nếu mà lấy áo không á thì hả đi đơn luôn nha. Tại quần em nhiều khi em chốt em không có chốt ở trên like rồi mới công sót quần mấy chị lại la nữa đó. Lên với em mãi vàng đồng đi cả nhà. Chốt em vàng đồng nha cả nhà ơi. Lên giúp em mã vàng đồng đi, để ý tí xíu thôi chị, nó rất là dễ mà. Ừ. Cái vàng với vàng đồng tím với mã hoa. Cái vàng là nó vàng không, còn vàng đồng là nó có cái hoa thôi. Chắc lộn thôi chứ mình nhìn cái áo là mình không có lộn. Đơn của chị Hana đi đơn luôn nha chị Hương. Nếu mà của chị thì chị đơn luôn, còn có Quyên thì chị nhắc giùm em. Không có lấy quần lấy gì hết, có nhiều áo dùng đi. Vàng đồng 4 hết rồi đúng không chị Điệp? Vàng đồng 4 em hết rồi Chế Hiền Thi ơi. Vàng đồng 4 em hết nha Chế Hiền Thi. Đơn của chị Phượng Thúy gửi luôn Chế Hương. Nào quên thì ghi cho. Đơn của chị Hana đi đơn luôn, của chị Phượng Thúy đi đơn luôn.
từ cái về đó cho anh. Cái nào qua nào bỏ chưa? Đây. Phượng Thí là khách mới hay là khách cũ? Ừ, cho Phượng Thí khách cũ vậy. Bởi cái avatar nhìn thấy lạ lạ. Ok, chế Phượng Thí nha. Rồi em đang mặc là vàng đồng nha cả nhà. Chị Lan Nguyễn, 50kg cho em cái chiều cao đi chị. Chất von lụa Nhật nha chị ơi. Chị Hồng Hạnh là lấy vàng 4 chứ không phải là vàng đồng đúng không chị? Vàng 4 là cái em mới vừa mặc xong ha. Thì hết xanh lá. Vàng 4 cho chế Hồng Hạnh. Vàng đồng với xanh lá. Ừ, bỏ vào. Vàng 4. Vàng 2 còn cái nào không chứ? Còn em. Vàng 2 cho chế Dung Nguyễn. Em lên hai mã nha, một là vàng, hai là vàng đồng. Các chị lên vàng không là em lấy cái vàng, còn vàng đồng nó là khác nha mấy chị. Nghe kỹ giùm em nha. Em lên em đọc cái từ khóa sao thì các chị ghi y chang như vậy giùm em. Đây là mã vàng nha, còn đây là vàng đồng. Để thôi tới lúc đó rồi rồi gửi tới rồi nó lộn mã áo rồi này kia mất công nha mấy chế. Chưa hay gì á chị, Phương Thảo hình như không có thấy. Vàng 6 cho bà ngoại Cancun. Ok bà ngoại Cancun. Cái này bà ngoại Cancun lấy đủ màu đi bà ngoại Cancun nó đẹp. Còn có thấy đồng ha. Cái quần hồng đất nó sai mấy này chứ nè. Cái chồng đau cao quá. Dạ. Nó có sai mấy với sai mấy chứ cho em cái quần đó mình em bán đi. Rồi như em mã này là mã hồng nha các chị ơi. Vàng 4 em hả? Vàng 4 chốt cho chế Yến Ngọc. Vàng 4 còn đúng không chứ đẹp? Còn cái đúng không? Ok, vàng 4 chốt cho chế Yến Ngọc là em hết vàng 4. Hồng 3 cho chế Thi, cho chế Thi lo hồng lon đổ. Nói rồi nha chị. Còn 1, 2, 3 hả? Vàng size số 2 em hết là chế Huyền Bùi ơi. Vàng size số 2 em hết rồi nha chị. Mã hồng size số 1 cho chế Lan Nguyễn. Đúng rồi chị Phan Hồng Thanh. Rồi quần chị nào lấy quần hồng đất thì lên giúp em quần màu hồng luôn mấy chị. Lên giúp em quần hồng luôn nha. Quần này là 70 ngàn luôn. Chế nào lấy nguyên bộ như thế này á thì cái chị chốt áo hồng quần hồng giùm em kèm size luôn nha. Quần em toàn size 1 với size 3. Size 1 á thì chị nào mặc áo size số 2 á với size số 1 thì cái chị mặc quần size số 1 là ok. Còn ví dụ như chị nào mặc áo size số 4 á thì cái chị lấy quần size số 3 cũng được nha. Chị Lan Nguyễn này size 1 thôi hả? Dạ size 1 chị. Hồng 3 cho chế Trần Mãi. Một cái quần size số 3 cho chế Thị Hồng Long Đỗ. Tên gì? Có. Có ở cái bìa sau có đó. Em coi lại đi. Cái bìa của chị Phương Phương nãy đâu rồi chứ? Nè đây. Nè. Chị Thi Hồng Long Đỗ là một cái quần màu hồng size số 3. Luôn. Chị Trần Mãi có biên chưa chế đẹp chưa đúng không? Rồi rồi hồng ba chị rút rồi luôn rồi. Hồng ba cho chế Thiên Long Vũ. Chị lấy quần size 3 đúng không? Chị mặc lên. Hồng ba cho chị Thiên Long. Quần hồng size số 1 cho chế Lan Nguyễn. Là hết quần size số 1. Hồng 6, hồng 6 chốt cho chế Thanh Thủy. Hồng 4 cho chế Yến Ngọc. Chị Lan Nguyễn ơi, chị vui lòng chị lên giúp chị em cái size đi chế. Một mét 58 50kg gọn người mặc size số 1. Còn nếu mà tròn người thì lên size số 2 giùm em. Vui lòng kèm theo cái mã, cái đồ kèm theo cái size giùm em đi ạ. Hồng 2 em chốt cho chế Phan Hồng Thanh.
chứ lên như vậy mấy bạn chốt view mấy bạn không có biết đường bỏ view. Chế nào biết cái size rồi lên cái mã đồ mã áo kèm theo cái size giùm em luôn nha cả nhà ơi. Em hết quần size số 1 rồi, chế Thiên An chiều Trần Chiều ơi. Em hết quần size số 1 rồi, bây giờ em còn quần size 3 không à. Chị Lena áo 2 quần 3 màu hồng cho chế Lena. Bà ngoại Ken Kun chờ em tí xíu ạ. Đơn của chế Hồng Hạnh, đơn của chế Hồng Hạnh là chị Hương gọi hay là Quyên gọi được chứ không? Chế gọi, chính bốn ba đuôi không mà chế gọi. À dạ, chị nói là có mấy cái áo á, chế dòm vô giờ rồi đi đơn cho chị chiều nay luôn, khỏi gọi lại nữa nha chế. Ờ. Mua áo không được nha chị ơi, em không có bắt buộc mình mua quần nha, cái này em bán áo lẻ quần lẻ, cái chị muốn mua áo không thì cái chị mua ạ. Size 1 màu vàng đồng cho chế Lan. Cho chế Lan Nguyễn nè, quần màu hồng size số 3 cho chế Thanh Thủy đúng không chế Thanh Thủy ơi. Chế lấy quần hồng 3 đúng không ạ? À? Cái chế để quần 3 không, em không biết cái quần gì nha mấy chế. Em hết quần size số 1 rồi mấy chế ơi, hết quần hồng 1 rồi ạ. À. Quần màu hồng đất em chỉ còn size số 3 thôi mấy chế ơi. Quần màu hồng đất em chỉ còn size số 3 thôi. Nên là chị nào chốt kèm quần em sẽ chưa có chốt áo cho mấy chị nha. Vàng 4 em hết nha chế Sang Nguyễn ơi. Áo hồng size số 1 cho chế Thiên Ân Trần Kiều. Quần hồng size số 3 chị Thanh Thủy. Quần hồng size số 3 chị Thanh Thủy có rồi đúng không? Rồi. Chứ không? À, cái đó của chị Thanh Thủy đúng không? Rồi, đúng rồi. Rồi ok. Nè cái này hồi nãy của chị nào nè chị? Chị gì mà nguyên bộ nè. Nguyên bộ quần hồng nè. Dạ. Lấy quần hồng là của chị Lan Nguyễn quá. Ngọt hả? Đúng rồi. Nói chị kia nãy lấy gọi hết rồi. Ủa cái này em lấy cho ai vậy ta? Cái số 6 này em lấy cho ai vậy ta? Nè đây nè, đây chị kẹp ở đây nãy giờ chị kiếm cái số 6 không thấy là tức ha. Đỏ luôn sai số 1 cho chế Đào Hải Hòa. Hồng sai số 5 cho chế Trúc Cao Thanh. Đây để em lên cái màu tím, em bán cái quần màu tím cho mấy chế nha. Kiếp, ủa sao kiếp nhẹ rồi hết cái áo màu hồng kia sáng rồi sao kiếp kia thì kẹp yeah, cái quần màu tím trà đi chứ đẹp. Một hồi tới cái quần này cũng hồi gói quần hồng nó luôn thôi. Ok, chế Lan Nguyễn nha, của chế là một bộ hồng nguyên bộ. À, áo là chất vải von Nhật nha chị ơi. Von lụa Nhật. Tím này còn 2 viên. Lên với em mã tím đi cả nhà. Tím này em còn size 2 với size 3 thôi. Cái quần màu tím này em chỉ có size 2 với size 3 thôi ạ. Chị nào lấy áo tím, còn cái này cái chị lên giúp giùm em là mã tím là mã áo nha. Còn tím cà là mã quần. Tím cà là mã quần, còn tím là mã áo. Rồi cái chị lên giúp giùm em. Tiếp cà em còn được size 2, quần em còn được size 2 với size 3, các chị đẹp chốt giúp em ạ. 65kg cho em chiều cao đi, chị Trúc Cao Thanh ơi. Cho em chiều cao nha chứ đẹp ơi. Rồi lên giúp em đi cả nhà ơi, quá trời đẹp luôn rồi. Lên giúp giùm em mã tím nha các chị ơi, 1m55, 65kg gọn người.
Gọn người thì mặc size số 4, còn nếu như mà tròn người hoặc trên 60 tuổi thì lấy lên size 5 giùm em luôn nha chứ ơi. Quần tím trà size 2 em chốt cho chị Thị Hồng Lân Đỗ. Bộ bà ba màu hồng em lấy cho chị quần size số 3 được không chị Kim Nguyên Trung ơi? Áo size 2 quần size 3. Ơ mà được không chị? Áo size 2 quần size 3 chứ quần hồng đất em hết size số 2 rồi. Áo tím size số 3 cho chế Phúc An. Mình vuốt cái quần vô chị nha, mình vuốt quần vô tại khách nhà em có một số khách người ta vẫn mặc quần giả váy nha, còn mình không thích thì mình vuốt cái ống cho nó nhỏ lại. Mới nhận đồ ống rộng áo cách tân đẹp quá chị ơi, em cảm ơn chế Thảo Vy. Bộ đó đẹp lắm mấy chị, bộ đó em đang ra cho các chị thêm một lô nữa đó, em nhờ chị em cắt cho em thêm lô quần ống đứng cho mấy chị nữa. Mấy chị thích ống rộng thì em ra tiếp ống rộng, còn thích ống còn cái lô sâu thì em ra là ống đứng nha, ống nó gọn lại xíu. Chị Nina On nguyên bộ tím size số 3. Ok chứ Nina On. Em không có quần size số 1, hết quần size số 1 luôn rồi chị Kim Nguyên Trung. Vậy là em không có chốt cái bộ hồng đó cho chị nha. Em chỉ còn quần size số 3 thôi. Quần màu hồng đất đó chỉ còn size 3 thôi. Áo mã nâu hả chị, là cái áo mã đợt trước đó hả? Còn nha, chị lấy áo nâu mấy hả? Rồi lên giúp giùm em mã này đi, cái chị lên giúp em mã này là mã tím nha, tím. Áo mã tím, quần là mã tím trà. Rồi cho em cái quần màu đỏ luôn đi chứ. Trời đưa nó không hề lấy luôn chứ. Trời đất ơi, người ta đang bỏ vô, không bỏ xuống á trời. Người ta cầm á, người ta ăn không á, ngó ngàng gì cái tôi cho nó cái gì. Hôm nay lo rồi hả? Hôm nay lo. Hôm nay nó chơi hả? Ủa Lena đó là chị nhớ đi được mấy đơn rồi mà. Có đâu, mới có chốt ngày hôm qua là kêu em dồn đơn. Ha, nó kêu mắm ma. Ủa là khách mới chứ không phải là nhà khách cũ hả? Tiếng 4 cho chị. Ủa vậy hả? Rồi vậy là của chị Lena là không có đi đơn luôn nha. Chế Lena ơi, chế mua nhiều khách mới mà mua nhiều nhiều đơn nữa. Chưa có đi được đơn nào hết hả? Khách mới mua lần đầu. Rồi khách mới mua lần đầu chế phải mua nhiều là phải cọc giúp em rồi, chứ không có đi đơn luôn. Chế, rồi chị lộn nè. Chị tưởng đâu là khách khách cũ, nghe mấy nghe mấy chị kia nói đi đơn luôn, chị cũng kêu đi đơn luôn, chị mới ok. Đơn của chị bao nhiêu bộ rồi? Rồi đơn của chế Lena là không có đi đơn luôn nha chế Lena. Chị là khách mới chứ chị không phải là khách cũ ở bên em nên là không có đi đơn luôn nha. Bên em sẽ gọi chốt đơn, gọi được thì bên em đi đơn, còn gọi không được em quỷ nha chế. Thôi chị Phương thả thả chốt vàng đồng 3, còn trên lai cho chị Phương để đi nãy giờ cho anh có điện thoại. Mấy bạn chốt đọc để cái view, có mấy cái view kìa buồn lắm nha. Đơn của chị Diễm Trần em tra chưa có số điện thoại chị ơi, nên là đơn của chị cũng gọi điện chốt đơn luôn nha. Đồ này là quần ống rộng chị chốt cao thanh,
ơn quý vị Diễm Trần, em cha không có số điện thoại chứ ơi, nên là ở quên không có cái địa chỉ, nên là chị thông cảm cho mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn nha. Đã cha không có địa chỉ chứ mấy chị không có bắt máy, không có địa chỉ gửi. Lên giúp em là áo đỏ đô, quần đỏ đi quý chị. Áo đỏ đô với quần đỏ chốt giúp giùm em ạ. À. Rồi lên giúp giùm em là đỏ đô nha cả nhà ơi, áo đỏ đô với quần màu đỏ. Quần thì em có size 1 tới size 3 cho các chị luôn. Quần đỏ em có từ size 1 đến size 3, các chị lên giúp em ha. Áo đỏ đô size số 3 còn không chứ đi. Bữa mình vô cái size 4 còn trong đó, nó vừa quên ở quần size 4 còn trong đó, nó vừa với tôi nhớ có size 4. Nó nằm trong góc cổng á. Có size 4. Đỏ đô 3 còn. Đỏ đô 3 em chốt cho chế Phúc An. Đỏ đô 4 cho chế Yến Ngọc. Rồi đỏ đô 4 em hết cho chế Yến Ngọc ơi. Đỏ đô 3 cho chế Phúc An có. Quần áo đỏ đô size số 6, quần size số 3 hả chị Thanh Thủy? Áo đỏ đô size số 6 em hết rồi. Size 4 số 5 gì đó bạn. Còn quần đó bạn. Đỏ đô size số 4 em hết rồi. Hai cái đó là gì vậy? Hai cái nằm 600 đó là gì vậy? Hai cái này có cái nào kiếm chị gạt cho mình kêu á. Đỏ đô size số 3 cho chế Lan Chương. Áo đỏ đô quần size số 1 cho chế Thi Nguyễn Nguyên Bộ. Xin chào chị Nguyễn Lan. Mét 50 62kg em hết size của chị là chế Viên Lê. Áo đỏ đô size số 2, quần đỏ size số 1 cho chị Đỗ Hạo. Nhớ cái quần đỏ đây nào. Nhớ cái quần đỏ chưa? Cái quần đỏ chưa? Hả? Có sao không? Ừ, chạy về đi. Cái gì? Còn những gì cháy. Còn ngoài luôn gì trời. Quần màu đỏ nó xem màu với nhau không mà mấy chị, nên đó là em lấy cho cái chị luôn nha, tính vô là quần đỏ chung luôn nha mấy chị. Chị. Đỏ đô 6 em hết nha các chị ơi. Bộ thun Mỹ em không có lên lại nữa chị. Thương nó nhẹ quý trang bộ đồ nó mà. Đỏ đô size số 1 chốt cho chế Lan Nguyễn áo à. Áo đỏ đô 2, quần số 1. Áo đỏ đô size số 1 cho chế Lan Nguyễn. 90 cộng 80 mà đợi đi tắm nữa đó. Cái đồ gì? Ở đây nhiều đồ. Thấy mệt trong người rồi đó đúng không? Cái đồ đi tắm nó lực quá lực rồi đó. Xong này đi em với chị đẹp xuống yểm trợ cho chị. Cái gì về quên mà nói gì quên. Ok, đơn của chế Thi Nguyễn đi đơn luôn chị. Thi Nguyễn luôn thôi. Chị Thi Nguyễn đi đơn luôn, nóng luôn đi chứ. Ok, chế Thi Nguyễn. Rồi áo đỏ đỏ đô size số 1 cho chế Lan Nguyễn nè. Nói cà lâm luôn rồi. Trời trời, bữa nay giật cái lô này đuối thiệt luôn á. Rút thẳng bực bực. Rút bạc á. Áo đỏ đô xe số 2. Đó, chế hết rồi, chế Phúc Trần Thị ơi. Còn cái xe 1 em mặc. Xe 3 thì còn hết. Áo đỏ đô hiện tại bây giờ em còn được 1-3 năm. Đúng, chính xác. Áo đỏ đô em đang mặc hiện tại còn được 1-3 năm. Áo đỏ đô xe số 5 cho chế Tôn Lệ. Ok, chế Tôn Lệ. Em chào chế Anh Lan. Đồ nằm áo.
Nam báo, em biết Nam báo rồi. Mặc cái váy màu mà hết mẹ không được. Còn xe 4 nữa nha, rồi xe 5, xe 6 thì cứ đáng xe 4, lát cho em cậu. Chị Lệ Quyền ơi, em không có bán lại cho chị nữa nha. Cái quần màu... quần màu lạ lạ. Dướng. Cái này hả? Đúng rồi. Đây, có cái xe bọt luôn rồi. Có 1, 2, 3 đúng không? 4 luôn á. 4 luôn á. Dắt người một chỗ khác à. Ok chứ anh Lan. Bé gái hả Hường? Quần đỏ không có size số 5 chứ. Ê có. Quần đỏ tốt không chứ? Có size 5 không? Chắc đó có size 5 đó. Nực lắm rồi đó Hương ơi, là chơi 4 nè. Chắc có một mình ơi, biết nực à. Mẹ trời nó la chị từ vô. Dọ về rồi đó nha. Nó la chị. Ăn hiếp em hả? Trời ơi, ăn sao có hiếp, bởi hiếp cái ghê mẹ. Thì sao nè. Giờ ăn hiếp em phải không? Từ từ để tôi bình tĩnh cả nè. Chơi 4 nè bạn. Chơi 4 cho bạn ăn coi. Trời chốt giúp giùm em mã này nha mấy chị. Rồi, đỏ có size 5 luôn nha. Đỏ thì 6 luôn. Quần đỏ em có size 5, có size 6 luôn chị. Quần hai cái có đi đơn đó chị ơi. Chị Lệ Quyền ơi, tại vì á, đơn hàng của chị á, chị bơm với cái lý do em thấy nó không có chính đáng chút nào chân. Đơn hàng chế mới mua xong cái là chế về quê lâu lắm chế không có đi vô, mà em nói là đơn á là em lưu lại cho chị để chị về chị nhận. Chị nói chị đi lâu lắm, xong em nói là nếu mà chị đi lâu chị về ngoài đó em gửi về ngoài đó cho chị luôn, chị cũng không chịu luôn, chị tắt ngang à. Là đồ bên em chị mua chị đâu có muốn nhận hàng đâu. Mấy chị á, bây giờ mấy chị bơm hàng, mấy chị bán, em bán lại cho mấy chị, em nói là chuyển khoản xong rồi cái là mấy chị muốn với chị muốn bơm là mấy chị bơm. Cái lần sau mấy chị bơm tiếp, cái mấy chị nói ừ mua chuyển khoản, chị bán lại cho chị, nó cứ vậy hoài. Xe số 6 em còn mấy mã này là chết. Xe số 6 em còn được mã hoa. Xe số 6 em còn được mã hoa ha. Rồi mã xanh biển chứ. Không phải là em không bán được cho chị một cái áo hay một cái quần gì đó, nhưng mà em cần cái sự là mấy chị mua hàng, mấy chị cũng phải tôn trọng tụi em tí xíu, và các chị cũng phải coi cái đó là mình mua mà hàng mình cũng phải có trách nhiệm tí xíu mấy chị. Rồi mã này là mã xanh đen, là mã em đang mặc. Rồi mã này là mã tím. Mã tím giúp em ha, mã tím. Đúng rồi, chế có tiền chế mua ở đâu cũng được chứ. Em sợ nhất là mấy chị nói cái câu đó đó. Mấy chị có tiền mấy chị mua ở đâu cũng được. Ok, mấy chị có tiền đi qua shop khác mua giùm em nha. Thiếu gì shop bán, qua khách shop khác mua giùm em đi chứ. Mấy chị nói chuyện nghe cái nghe không biết dùng nói cái câu đó thì bó tay rồi chị. Trăm người bán dạng người mua nha. Rồi cái là có tiền mua ở đâu không được, không bán hỏi shop này không bán qua shop khác mua. Ok. Xanh biển với mã hoa xe số 6 cho bà ngoại Ken Kun. Xanh đen xe số 3 cho chế Trương luôn. Xanh biển. Nói chị lớn mà chị nói chuyện vậy đó. Chị nói lớn mà chị nói chuyện vậy. Hôm bữa em gọi cho chị, em xử lý đơn hàng cho chị cũng nói chuyện ngang chạng vậy đó. Ok, chế giàu, chế có tiền.
nha. Để tôi mua nào chỗ khác đi. Bye bye chế. Bye bye chế nha. Xanh đen 3. Xanh đen xe số 6 có nha chế Thanh Nguyễn ơi. Xanh đen xe số 4 còn không chứ đẹp. Xanh đen 4 chốt cho chị Thi Tuyết Hồ. Chị hai quần trắng, một đen xe số 3 ok chứ Hồng Hạnh. Trắng 3 mình còn không chứ? Rồi. Còn ok, còn cái trắng 3. Còn cái trắng, một cái trắng 3 với cái trắng đen. Hồi nãy có chị nào có màu trắng không chị lấy chưa? Xanh đen xe số 6 chốt cho chế Thanh Nguyễn. Xanh đen. Ok chế Hương Lê ạ. Có cái quần xanh đen 5. Chế Anh Lan đi qua shop Kim Nhi mua đi rồi bên nói liên miên nói chửi cho. Dạ em cảm ơn chế Bích Thủy. Không phải là em không muốn bán đâu chị, nhưng mà cái chị đó chị nói chuyện kỳ lắm, nghe nói chuyện ngang lắm nên là em mới không bán lại đó. Chứ mấy khách khác người ta mua thì em vẫn bán, là những khách khác người ta bơm những cái lý do mà mình cảm thấy mình bán lại được thì em vẫn bán bình thường thôi. Ừ, vì con chuyện ABC gì đó hoặc là sau đó em vẫn bán lại bình thường. Đơn của chế Trương Lương đi đơn luôn nha. Chị thấy chị nói chuyện không vậy đó, có tiền mua ở đâu không được, bán thì bán, không bán thì thôi, nói gì nói chuyện lớn mà nói chuyện ngang vậy đó. Bữa em gọi điện em chốt, em xử lý đơn cho chị cũng nói chuyện ngang vậy đó, nói hơi là cái điều muốn chửi mình luôn. Bộ xẻ tà màu, bộ xẻ tà màu là bộ nào ta không nhớ luôn chứ hơn. Áo là 90, quần là 70 nha chị Nguyễn Tươi ơi. Xanh đen xe số 3 cho chị Trương Lương, nãy em chốt chưa ta? Em cảm ơn chị Thanh Thủy nha. Em cảm ơn chị Thanh Thủy. Cảm ơn chế Lan Trương, đơn của chế Trương Lương. Đơn của chế Trương Lương đi đơn luôn kìa chế Hương. Nói lại Trương Lương. Chị nào lấy cái quần này thì lên giúp giùm em là quần lên giúp em là quần mã lạ luôn nha các chị ơi. Cái màu này rất là khó kiếm nha. Cái màu này lên với cái áo này đẹp này mặc trẻ. Đây màu vàng nè chứ ơi, màu vàng nè. Nắng quá trời nắng đúng luôn á chị, nóng quá trời nóng. Tự nhiên đang bán cho mấy đứa nóng kèm thấy nóng. Hãy dẹp vô lên rồi đó. Quần mã lạ size số 5 hả chị? Hình như em không có không? Em sẽ đến đi. Lấy size 4 đi chế, chế mặc áo size số 4 thì chế lấy quần ở quên, chế mặc áo size số 5 thì chế lấy quần size số 4 được nha. Quần là mình linh động được nha chế. Cẩm Vân Hồ ơi, em lấy cho chị một cái quần size số 4 nha. Ok, quần mã lạ size số 4 em chốt cho chế Vân Cẩm Hồ. Rồi lên giúp em mã này là mã đẹp đi cả nhà, chốt em mã đẹp. Mình ơi. Ôi đẹp 6 em hết luôn rồi chứ ơi. 6 em chỉ còn có xanh biển, xanh đen với lại mã tím à.
rồi, cháu Huỳnh Tấn Phát, cháu Huỳnh Tấn Phát nói hay quá. Có tiền mua ở đâu cũng được, nhưng mà mua có vừa ý hay không mới là quan trọng ha. Đúng, chính xác. Lên giúp em mã này là mã đẹp đi cả nhà, mã đẹp. Không có mở máy lạnh chứ anh Lan ơi, cái phòng của em ở trên đây nó là một cái phòng trống á chứ không có mở máy lạnh được. Máy này chắc mượn máy nữa chạy mới nổi. Cái phòng này mà mở máy lạnh là phải là chạy là chắc cỡ gắn cỡ ba cái máy lạnh nó mới tỏ hết á. Nó thông từ trên xuống dưới luôn á chứ. Em đang dịch Covid á chứ. Quần mã lạ size 4 em chốt cho cháu Diễm Trần. Là hết. Là hết nha. Đây mã xanh biển nè chị. Lấy xanh biển đi, cháu Thanh Nguyễn xanh biển cũng đẹp. Mình cứ cho cân nặng chiều cao nha chứ Đào Nguyễn ơi, rồi em tư vấn size cho mình nha. Rồi em tư vấn size cho mình. Ví dụ mua lần đầu có thể là canh chưa chuẩn lắm, nhưng mà lần thứ qua lần thứ 2 thứ 3 là mấy chị sẽ tự canh được size à. Đầu thun nó dễ lắm. Chị Dạ Thảo Nguyễn không có đơn hàng ở bên em nha. Đẹp 5 là cháu Huyền Bùi, hình như có rồi á cháu Huyền Bùi. Đẹp 1 cho cháu Huỳnh Tấn Phát. Xanh biển size số 6 chốt cho cháu Thanh Nguyễn là em hết xanh biển 6 luôn. Đẹp 1. Đây giúp em mã đẹp đi cả nhà, mã đẹp. 58kg, mét 58 mặc size 3 nha cháu Nguyễn Tươi ơi. Em đang mặc size 1 nè chị. Em 1m58, em nặng 50kg. Eo em là tầm khoảng 65, em đang mặc size 1 đó. Rồi chốt kiếp giùm em mã này nha các chị. Lùng thì mình lên like chứ. Trời mấy cái chị mà thấp thấp người mới dễ mua đồ á. Em nói thật nha, em bán đồ mấy chị thấp mới dễ mua đồ lắm. Mấy chị mà cao cỡ 1m65, 1m67 rồi mới khó mua đồ á. Chứ 1m50, 1m52, 1m53 rồi là cái chị rất là dễ mua đồ. Mua về mình chịu khó mình lên like tí xíu là nó vừa đẹp rồi. Chị cứ sợ không à, mình cứ mua thử đi rồi về mình mặc mình ưng thì mình mua tiếp. Chứ bao nhiêu người ta mặc được thì mình mặc được thôi chứ. Em chỉ sợ mấy chị cao thôi, nó ha, nó ngắn thì là khó làm cho nó dài ra chứ dài làm cho nó ngắn dễ lắm. Giờ đi thử đồ đẹp đây. Ok chứ anh Lan, bật máy lạnh đi thử đồ đẹp đi chế. Đẹp 2 cho chế Lon Úc. Đẹp 2 cho chế Phúc Trần Thị. Hôm nay không có lên Thun Mỹ nha chị Dương Tố Mai. Lên Thun Mỹ hôm qua em lên hết rồi đó. Chị Hoa Mộc Lan mặc size mấy vậy chị Hoa Mộc Lan thôi. Chị cho em cái size nha chế ơi. Mã đẹp cao 1m56 nặng 65kg. Rồi đẹp 4 cho chế Trần Huyền. Ý còn không chế. Hết rồi. Còn cái. Còn 2 cái, 3 cái. Rồi, chị Trần Huyền ơi, chị 1m56 mà nặng 65kg, chị gọn người thì chị lấy size 4 giúp em nha. Còn nếu như mà mình trên 60 tuổi hay là mình tròn người tí xíu thì lên size 5 giùm em. Đơn này chiều bên em sẽ gọi chốt đơn cho các chị luôn ạ. À. Xanh đen 3 và 5 cho chế Phúc An. Mã đẹp size số 3 cho chế Hoa Mộc Lan. Đẹp 3 cho chế Lan Trương. Em cảm ơn chế Bích Thủy ạ. À. Chốt em mã đẹp nha cả nhà ơi, mã đẹp. Xanh đen 3 và 5. Xanh đen 5 mình nhưng mình hết rồi. Đúng rồi, mình chỉ còn đẹp 5. Xanh đen size số 5 em hết rồi chế. Chị lấy đẹp 5 được không? Chế nào ta, chế Phúc An ơi. Đẹp 3 với 5 thì em còn cho chế nè, nhưng mà xanh đen thì em hết rồi. Có cái xanh biển thì em còn. Xanh biển thì em còn được size 3 với size 5. Chế lấy xanh biển đi được không? Mặc nó đưa cũng còn. Bà ba chốt vải là von lụa Nhật nha chị Dương Tố Mai nha. Chế Trần Huyền lấy size 5 là chế lấy mã gì chế Trần Huyền? À mã đẹp size số 5. Đẹp 5 cho chế Trần Huyền. Chị Trần Huyền đổi đẹp 4 thành đẹp 5 chứ.
Vậy là em hết đẹp năm luôn. Phúc An có đẹp năm nha. Rồi mã này lên giúp em mã hoa cái chị. Áo mà ba chồng cổ chị ơi, em không có xài cài cúc nha. Giờ không có ai xài cài cúc hết á chị ơi. Bây giờ là quay ngược trở lại là cài cúc là xưa rồi. Cài cúc là xưa rồi đó, chế rồi đó. Nhờ áo mà ba người ta chồng cổ không mấy chị ơi, ngay cả áo dài cũng vậy nữa, mấy chị đâu có thấy xài dây kéo gì đâu. Dạ. Nên với em mã này là mã hoa đi cái chị, mã hoa. Thì áo mà ba cái chị mặc ôm nó mới đẹp. Mà thường là mặc ôm á thì mình cần cái sự kín đáo chỗ này nè. Nó nên là tao thà làm nút giả thôi mà mới chết. Không có xài cài cúc nữa. Đỡ phải tốn thêm một công đoạn nữa. Rồi về mấy chị mặc ôm, mấy chị thích mặc ôm, mấy chị phải gắn ba cái nút bóp ở đây nữa, mất công lắm. Ok, đơn của chế Thanh Nguyễn đi đơn luôn, nói lại giúp em luôn chứ đi đơn. Mã hoa em hết size số 6 rồi chứ ơi. Đơn của chế Thanh Nguyễn là số điện thoại 522 cuối, đi đơn. Chị Phúc An có đẹp năm. Chị có áo đẹp 3 với đẹp 5, còn cái mã gì đó là nó chỉ còn size số 3 thôi. Áo 90 quần 70 nha chị ơi. Mã hoa size số 4 cho chị Yến Ngọc. Xinh đen thì mã hoa size số 4 cho chị Yến Ngọc. Mã hoa size số 5 cho chị Phúc An. Mã hoa size số 2 cho chị Nguyễn Thị Mảnh. Mã hoa size số 3 cho chị Nina On. Chắc lên áo dài không kịp quá cô Mai, áo dài chắc tối đi cô. Tại vì các bạn chốt đơn, bạn nhà bạn có việc đột xuất rồi bạn về rồi con phải xuống con chốt đơn phụ. Con chốt đơn phụ để đi đơn áo bà ba cho mọi người luôn, đơn bà ba trưa nay nhiều lắm. Mã hoa size số 2 cho chế Lon Út. Size 2 là 55kg trở lại nha, cái chị theo 75-76 trở lại cái chị mặc ok. Hoa 5 cho chế Huyền Bùi. Là em hết hoa 5. Chị ơi em đang mặc là mã hoa ha. Mã này cái chị lên giúp em là mã đẹp. Em lên lại họa tiết cho cái chị nha. Mã đẹp. Rồi chốt em cái này là xanh biển cả nhà mình ơi. Hoa 3 cho chế Su Su. Lên giúp em cái này là xanh biển cả nhà. Chốt em mã xanh biển. Chốt em xanh biển nha, xanh biển. Chế Huyền Bùi ơi. Chế Hồng Loan. Chế Hồng Loan có đơn áo rồi, xuống dưới nói với bạn chốt đơn lấy quần giúp em chế Hồng Loan ơi. Rồi cô Mai đơn của cô Mai ngày mai chốt. Đây chế ơi áo mã vàng nè. Vàng em còn được size 1. Size 1, size 3 hả chế? 1, 3, 5. 1, 3, 5. Vàng em còn được 1, 3, 5. Áo dài tối em lên nha mấy chị ơi. Áo dài lên không kịp. Giờ em xuống em chốt đơn áo và ba cho các chị đẹp nhà em rồi. Xong rồi chị nào muốn áo dài thì dồn đơn. Mua áo dài thì dồn đơn ha. Mã vàng này chứ ơi, vàng rất là đẹp luôn nha. Vàng hiện tại em còn được 1, 3, 5 cả nhà. Vàng. Rồi cái này là vàng đồng. Mét 50-51kg là mặt size số 2. Chị Đặng Âu chị lấy mã gì vậy? Vàng 3 cho chế Su Su. Rồi cái này là mã vàng đồng giúp em cả nhà. Em đang mặc là mã vàng, cái em đang cầm là vàng đồng.
Bà ngoại Cancun là đi đơn luôn. Ok bà ngoại Cancun. Đơn chị không có, chị không có nhờ dồn đơn lại là đơn đi rồi nha chị Huyền Bùi nha. Em thấy đơn hàng của chị Huyền Bùi là thuê bao ngày 22 tháng 4 là ngày nào chế là cái đơn đó hay là đơn khác nữa. Nếu mà cái đơn khác nữa thì đã gọi rồi là đi rồi ha. Dàn 3 em chốt cho chị Phúc Trần Thị. Dàn 3 còn mấy áo vậy chứ? Rồi vàng 3 cho chép Phúc Trần Thị là em hết rồi. Em hết vàng 3 nha chị Hồng Loan ơi. Em hết vàng 3 nha chế Trinh Nguyên. Vàng đồng 6 em hết rồi chị ơi. Xe 6 giờ em chỉ còn mã tím với mã xanh đen thôi. Vàng đồng 2 hết luôn. Vàng đồng 5 cho chế Phụng Lâm. Ủa vàng đồng 5 em hết chứ. Xin lỗi. Vàng đồng 5 em hết nha chị Phụng Lâm ơi. Vàng đồng 2 còn đúng không chứ? Không à, hết rồi. Vàng đồng 2 hết luôn hả? Vàng với vàng đồng hết luôn. Rồi vàng đồng em hết luôn. Vàng đồng 2 em hết luôn nha. Bả đẹp xe số 3 cho chị Nguyễn Tươi. Vàng đồng hình như chỉ còn có 1 thôi. Vàng đồng hình như em còn xe số 1 không à mấy chị. Vàng đồng bây giờ em còn xe số 1 không à. 50kg trở lại mặt giường. Đây nè, thuê bao ngày 2, hàng sale ngày 22 tháng 4 nè. Mấy bạn nhà em nốt nè chứ. Số điện thoại chị cho bên em là 0966976293. Vậy hôm qua mấy bạn nhà em có gọi điện chốt đơn cho chị chưa? Nếu đơn đã gọi rồi, chị có nghe điện thoại rồi thì cái đơn đó mới là chốt thành công. Còn nếu mà chị không có nhận cuộc gọi nào hết trơn là đơn của chị đã xả đơn nha. Vàng đồng 3 em hết luôn nha mấy chị ơi. Một áo xanh biển, một cái vàng đồng size 2 ha. Vàng đồng size 2 em hết nha chị Trần Bảo Châu ơi. Em chốt cho chị được một cái xanh biển size số 2 thôi nha. Vậy bây giờ chị hỏi mấy bạn chốt đơn đi chứ đơn hàng em không có kiểm được chị ơi. Em like ở trên đây không mà em không có kiểm được cho chị cái đơn hàng nha. Vàng 5 cho chế Thảo Lan. Còn đơn mà chị muốn có biết đi hay chưa thì chị hỏi mấy bạn chốt đơn đi coi coi mấy bạn có còn dồn đơn cho chị hay gì không chứ em ở trên live em không có biết cái đơn để em trả lời cho chị rồi nói qua nói lại hơi nó mất công. Vàng 3 em hết rồi. Rồi ok chế Huyền Bùi. Giờ chỉ còn có một. À, tự nhiên chị hỏi em là đơn hàng của chị đi chưa gì đó à, em đâu có biết đơn nào đâu. Có gì hỏi mấy bạn chốt đơn giùm em. Lên với em mã này mã tím đi cả nhà, mã tím. Đơn bên em gọi chốt đơn cho cái chị mà cái chị không có nói là giữ lại để mà chốt đơn thêm thì bên em sẽ đi luôn nha mấy chị ơi, là cái đơn đó đã đi luôn đó, không có giữ lại. Rồi ok chị, rồi lên với em mã này mã tím đi cả nhà. Vàng đồng xe số 1. Chị Đặng Âu. Chị Đặng Âu 1m50 51kg mặc xe 1 không có vừa đâu chứ. Chị mặc xe 2 nha, xe 1 mặc không có vừa. Cái form này nó gọn. Em là 1m58, em nặng 50kg đó. Em là 65 đó chị. Là em đang mặc size số 1 đó, chế 1m50 51kg là chế mặc không có vừa size số 1 nha. Mã tím size số 2 cho chị Nguyễn Thị Mạnh. Mình có thể chọn qua cái mã áo khác giùm em. Chốt em là xanh đen đi các chị. Chốt em mã này mã xanh đen nha cả nhà, xanh đen. Xanh lá hiện tại bây giờ em cũng còn xe số 1 không? Xanh lá vàng, vàng đồng. Xanh lá em còn xe số 1 không à các chị? Chốt em mã xanh lá. Xanh đen xe số 2 cho chị Loan Úc. Rồi mã này lên giúp em mã hồng cả nhà. Hồng em còn được đủ size từ 1 đến 5 chứ hết 6. Lên giúp em mã hồng.
Lên với em mã hồng nha cả nhà ơi, mã hồng. Rồi em hết rồi đó cả nhà. Đỏ đô. Đỏ đô hiện tại cũng còn size số 1 không ạ? 1 với 3, đỏ đô. Hồng 2 cho chế lon Úc. Rồi đỏ đô em còn được 1, 3, 5. Các chị lên giúp em mã đỏ đô. Đỏ đô em còn được 1, 3, 5 ha. Vàng thì còn được duy nhất size số 1. Đỏ đô 3 cho chế Trinh Nguyễn. Xanh đen size số 3, mã lạ size số 3 cho chế Tôm Lệ nguyên bộ. Ok, chế Tôm Lệ. Đỏ đô 5 cho chế Phụng Lâm. Áo xanh đen với quần mã lạ. Dạ, quần mã lạ. Chớ em mã vàng cả nhà ơi, đỏ đô xe 5 hết rồi chế Thanh Nguyễn. Ủa còn cái hả chứ? Còn 2 cái nữa. Đỏ đô xe 5 cho chế Thanh Nguyễn. Xanh đen với tím xe số 2 cho chị Đặng Âu. Lên với em mã vàng, cái chị vàng em còn xe số 1 không? Chị cho em cân nặng chiều cao của chị đi chị Hoa Lê. Dạ đỏ đẹp bán một liêu là hết sập đúng rồi đó chị. Đỏ nó đẹp. Đỏ đô xe số 5. Còn cái nào hết chứ? Cho chế Thảo Lan là em hết đỏ đô 5. Đỏ đô xe số 3. Còn cái luôn. Rồi chốt cho chế Nguyễn Tươi là hết đỏ đô 3 luôn. Chứ nói đó thiệt. Em đang mặc là mã tím. Chế tròn chế cho Nguyễn nha, chế lên đúng mã giúp em. Mã tím. Rồi, cái mã này lên giúp giùm em là mã hoa. Đó, chế lấy mã nào? Chế đừng có lên bông tím. À, bông tím nhiều khi không biết cái nào. Lên đúng từ khóa em đọc chế ơi. Mã này lên giúp giùm em là mã hoa ha. Em đang cầm là mã hoa, em đang mặc là mã tím. Còn cái này là vàng đồng, chứ em không có bông vàng với bông tím. Đó, đây là mấy chị lên đúng cái từ khóa giùm em. Tím 4 chốt cho chế Trân Nguyễn. Vàng đồng em hết size 4 hả chứ? Vàng đồng còn 4 không? Không. Vàng đồng em hết 4 rồi chứ. Vàng đồng bây giờ em chỉ còn size 1 thôi ha. Rồi xanh biển. Vàng đồng em hết 4 rồi. Xanh biển còn đủ size hả? 6 còn luôn hả? Mã hoa size số 5. Hoa 5. Hết rồi. Còn hoa 5 em hết rồi chị Quỳnh Nhung. Chế Phụng Lâm lấy mã gì? Rồi lên giúp giùm em mã này là mã tím nha cả nhà. Chốt em mã này là mã tím. Ủa quên lộn, mã xanh biển. Rồi. Lên giúp em là xanh biển cả nhà ơi, bị liệu. Chốt em cái này là xanh biển nha, xanh biển. Chị lấy cái quần mã lạ xe 3. Mã lạ xe 3. Vàng với hồng xe số 2. Vàng em hết xe số 2 rồi chị Thanh Huệ nha. Em chỉ còn cái hồng 2 cho chị thôi ạ. Xe số 2 bây giờ em còn được xanh đen nè, mã hồng nè, mã xanh biển nè, với lại là mã tím với mã đẹp, với mã hoa. Xanh biển 4 chốt cho chế Trân Nguyễn. 90 ngàn một áo nha chị ơi. Chốt qua lụa Nhật giúp em ha, quần thì 70. 80. Quần 80 chứ, quần 70. Bằng 3 em hết ạ. À. Không có mã hoa tím chứ Phụng Lâm ơi. Em đang mặc là mã tím. Còn mã này là mã hoa. Mã này là mã hoa. Còn em đang mặc là mã tím. Chứ không có mã hoa tím. Hoa tím là hai áo đó. Vàng 3 em hết nha chị Giàu Lê. Lên giúp em mã này là mã đẹp nha cả nhà. Mã đẹp. Mã đẹp, mã đẹp. Xanh biển đó. Rồi hết nha cả nhà ơi. Hoa 4 cho chị Phụng Lâm. Còn không chứ? Rồi hoa 4 cho chị Phụng Lâm. Hoa cũng còn mà chị cũng còn. Chị Phụng Lâm là lấy 2 size đúng không? Chị size 4 với size 5 đúng không? Tím size số 4 chốt cho chế miền Tây quê tôi.
Rồi em lên lại cho các chị nha. Em đang mặc là mã tím nha các chị. Mã này là mã đẹp. Mã này lên giúp em mã hoa. Chớ em mã hoa nha các chị, mã hoa. Tối 7 giờ nha chế ơi. Mã đẹp size 1 cho chế Trần Bảo Châu. Mã đẹp size số 1 cho chị okay. Trần Bảo Châu. Mã hoa size số 4 cho chế miền Tây quê tôi. Chốt em này là xanh biển nha cả nhà. Chốt em mã xanh biển. Không nhớ nữa chị Nguyễn tôi ơi. Rồi lên giúp em mã xanh biển nha cả nhà. Chốt em xanh biển. Đơn mấy bạn nhà em gọi chốt. Mấy bạn sẽ đọc lại áo cho các chị nha. Còn chị nào muốn lấy thêm quần đen thì nói với bạn nhà em lấy nha các chị. Rồi chốt em mã này là mã vàng đồng cả nhà. Cái áo em đang cầm là vàng đồng. Vàng đồng hiện tại bây giờ còn size 1 không à. Mã vàng em cũng còn size số 1 không em mấy chị ơi. Mã vàng hiện tại em cũng còn size số 1 thôi à. Mã hoa size số 2 cho chế Huyền Bùi. Đỏ đô hiện tại bây giờ cũng còn size số 1 không à. Đỏ đô em chỉ còn duy nhất size số 1 thôi. Vàng hết 4 rồi chị. Số tài khoản chuyển khoản bình thường nha chị ơi. Số tài khoản là số điện thoại của em và các chị nhớ là thêm cái số 9 ở phía sau giùm em. Số tài khoản là nó 11 số, còn số điện thoại của em là 10 số nha. Số điện thoại của em là 899 cuối, thì cái số cuối cùng các chị thêm một số 9 nữa là ba con số 9 cuối. Ngân hàng Tiên Phong. Chị coi lại giúp giùm em đi, chị chuyển khoản chưa đúng mới chuyển không được thôi ha. Còn ngân hàng đó là em sử dụng bình thường. Xanh biển với vàng đồng, chị vợ Trần Bảo Châu ơi, vàng đồng em hết size số 2 rồi chị. Size 2 bây giờ là em còn được mã xanh đen nè. Xanh biển thì chị chốt rồi nè, rồi mã hoa, mã hồng, mã tím với mã đẹp nha. Vàng đồng em hết size 2 rồi, hồng 2, mã hoa size số 2 cho chị Thanh Huệ. Chị Thanh Huệ. Chị Thanh Huệ hồi nãy là có mã hồng 2 rồi đó chị ơi, chị Điệp. Hoa 2 thôi. Rồi bây giờ là chị lấy hoa, hoa 2. Mã xanh lá em chỉ còn size số 1 thôi nha chị Trân Nguyễn nha. Rồi lên giúp em mã hồng nha các chị. Hồng là hiện tại em còn được 1 2 3 4 5 hết 6 nha. Hồng em còn 1 2 3 4 5 hết 6. Rồi xanh lá em còn duy nhất size số 1. 50 kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã xanh lá. Chốt em xanh lá cái chị đẹp nè, em ơi xanh lá. Vàng đồng size số 1 cho chị Trần Bảo Châu mặc dừa không nha chị ơi. Mình mặc dừa không nha. Lên size thì được chứ xuống size thì hên xui nha mấy chị. Cái này em không có bảo đảm nha, để em gửi tới mấy chị nói mấy chị mặc không dừa rồi không nhận hàng mất công nha. Size 1 là 50kg trở lại. Cao 1m56, 57 trở lên giúp em và vòng eo là tầm khoảng 70, 71 trở lại là tối đa nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh đen. Để tới em kiểm, em cho mấy chị kiểm tra hàng rồi tới đó nó mặc không vừa rồi tách đơn này kia là nó ra mất công lắm á. Nên là mấy chị cân nhắc kỹ khi mà mình xuống size nha. Cái này em không có khuyến khích xuống size, cái chị lên size thì được. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh đen nha cả nhà. Chốt em xanh đen. Xanh đen 4 em chốt cho chế Trân Nguyễn. Xanh đen size số 3 cho chế Lan Trường. Chốt em mã xanh đen. Rồi em hết rồi đó các chị. Em đang mặc là mã tím nha. Rồi em offline ở đây luôn nha. Chị Trần Bảo Châu coi mặc vừa không nha chế ơi. Em là không có khuyến khích các chị đẹp nhà em là mặc lên size nha. Cho em là. Rồi. Không có, ủ quên, không có khuyến khích xuống size nha. Tại cái phơm áo này nó cũng gọn chứ nó không có bự rồi. Xanh đen size số 4 em chốt cho chế Kiều Anh. Rồi ok, chế chắc ăn đó thì em chốt. Rồi em nhắc trước vậy đó, để mất công tới đó nó lu bu thôi hả. Rồi quần màu tím cà đi cả nhà. Quần màu tím cà các chị có thể mặc với cái áo màu tím này ha. Áo dài tối nha chị ơi. Áo dài tối đi, giờ em lên hết kịp rồi. Giờ em xuống em chốt đơn áo A3 cho mấy chị. Tại đơn nhiều quá, một bạn chốt không có kịp.
Quần màu tím cà, hiện tại em còn được size 1 với size 2 chứ chị. Với size 3 luôn hả chị? Quần tím cà em còn được 1, 2, còn được 2 với 3 nha các chị. Em đang mặc quần size 2 đó. Em còn được 2, 3, 4. Các chị đẹp chốt em quần màu tím cà 70 ngàn một quần. Chế Trần Bảo Châu, Chế Trần Bảo Châu nãy em chưa có lấy đơn bấm biêu đúng không? Rồi vàng đồng size số 1 cho Chế Trần Bảo Châu rồi hả chị? Rồi lên giúp em quần màu tím cà đi các chị, 70 nghìn một quần. Chốt em quần màu tím cà mặc nguyên bộ rất là đẹp luôn nè. Áo thì 90, quần thì 70. Chế nào lấy quần thì lên quần giúp em ha. Chị Đặng Âu lên size giùm em đi chị, bây giờ chốt chùa chốt nhồi lên giúp giùm em đi, đừng có đổi nữa, bây giờ không có rút cái áo kia ra được mà để đổi ha. Bây giờ chị chốt cái đổi xanh đen lấy mã hoa, chị lấy hoa mấy? Lên hoa kèm size giúp em đi ạ. Rồi một chút xíu bên em gọi điện chốt đơn, không lấy cái nào thì nói với bạn xã ra. Không, em không có phối giùm đâu chứ Trần Bảo Châu ơi, nó lu bu lắm chị. Thôi về mấy chị không ưng đâu này kia nữa, em lên cái phong quần hồi nãy là em đã mặc một vài áo cho các chị coi thử rồi đó. Cái đó là em chỉ phối ở đây có cái quần màu nào thì em phối đại khái cho mấy chị thôi nha, còn cái đó là tùy theo sở thích của mấy chị nữa, chứ kêu em phối giùm em không có phối nha mấy chế. Mỗi lần mà đi lên đi xuống phối đồ cho mấy chế nó rất là lâu luôn á. Em nhiều khi em không có thời gian đâu, nên là em lên được cái nào trực tiếp ở trên live thì mấy chị coi được thì mấy chị lấy, thì mấy chị lấy ha. Quần màu tím cà, hoa size số 2 em chốt cho chế Đặng Âu. Rồi cái quần này lên giúp em là mã lạ nha. Mã lạ em còn được size 1, size 2 và size 3. Dặn mấy bạn chốt đơn đi chị Trinh Nguyễn ơi, chứ bây giờ dặn ở trên live cũng như không à chị nha. Nhiều khi cái đơn của chị không phải là ngay em chốt, bữa nay em mới xuống em chốt đơn rồi, nhiều khi nhầm ngày khác mấy bạn chốt đơn nữa, nên là mấy chị muốn mua thêm cái gì thì hỏi mấy bạn chốt đơn, chứ mấy chị đừng có dặn không có nhớ rồi mới chết. Rồi lên giúp giùm em mã này nha, xanh đen xe số 5 mình còn không chết. Rồi xanh đen size số 5 em hết luôn rồi chị Diễm Trần Thị. Rồi lên giúp em áo này là mã xanh đen nha các chị, quần là mã lạ giúp em. Quần là mã lạ nha. Size số 5 màu xanh đen em chỉ còn được mã hồng. Mã hồng, mã tím với mã xanh biển, còn có ba cái size mã áo này thôi ạ. Hồng, tím với lại là xanh biển nha. Không chị, em không có màu hồng tắm sen. Chị hỏi áo. Rồi cái quần màu đỏ. Quần màu đỏ này thì các chị phối với áo màu đỏ, hoặc là các chị có thể là phối nhiều lắm. Áo vào ba bông thì các chị rất là dễ phối nha. Rồi cái này các chị có thể là phối với quần màu áo màu đỏ giúp em ha, hoặc là cái áo nào mà về các chị thấy hợp đó các chị phối vô. Chớ em mã đỏ đơn nha cả nhà. Quần màu đỏ. Rồi em có cái quần màu hồng đốc nữa. Rồi em offline ở đây luôn nha cả nhà ơi, đơn này bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị luôn nha. Các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giúp giùm em. Bye các chị đẹp.